rất may mắn là mấy năm 2018 em mới biết đến. Và lúc nãy em đọc đến cái đoạn mà 2016, 2015, 16 các kỹ sư người ta làm việc với ông ấy đôi khi còn chưa hiểu ông ấy. Lúc đấy chúng ta mới có 400 nhà đầu tư, 400 kỹ sư thôi. Đó. Nhưng mà trong cái quá trình mà vừa làm việc vừa huy động vốn, ông ấy đã làm hoàn thiện đến bây giờ, em thấy là nó quá nhanh luôn. À, nếu như ai đó nói rằng đầu tư vào UST lâu thì thực ra họ chưa có hiểu hết về công nghệ của chúng ta. Những năm trước khi mà ông ấy nghiên cứu ra những ý tưởng, nhưng mà để mà thực hiện được, các anh chị biết thật, để thực hiện được không phải dễ dàng, đúng không ạ? Và các kỹ sư thì người ta được đào tạo qua trường lớp, người ta chưa có những cái cọ sát, chưa có những cái trải nghiệm ấy. Họ làm việc vật vờ lắm, giống như chúng ta ấy. Chúng ta cứ nghĩ chúng ta có cái bằng đại học, chúng ta làm công nhân ấy, là chúng ta ra vậy á. À, tôi có cái bằng đại học rồi, thế là làm việc là gì hời hợt. Nhưng mà trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thì nó khác hoàn toàn các anh chị ạ. Làm việc là phải đam mê, làm việc là phải nghiêm túc, làm việc là phải giống như thế là rất là yêu ấy. Yêu và phải thấu hiểu ông chủ tịch cơ. Có rất nhiều người chỉ nghĩ rằng là tôi đi làm công ăn lương thôi, chứ không gọi là không có một cái tinh thần đóng góp. Nên là có những lúc mà ông ấy đã sa thải toàn bộ nhân viên. Thế thì mà chúng ta mới biết được từ năm 2015 đến bây giờ mà ông ấy tạo ra được 920 kỹ sư gọi là xuất sắc. Đúng không ạ? Thì không phải đơn giản. Xin chào cái gì Nguyễn Tính à, hello bạn thơ à. Hello chị Ngát. Xin chào tất cả 29 anh chị em. Đúng không ạ? Và khi mà em Thơ làm việc đến bây giờ thì em Thơ mới ngẫm lại là chủ tịch mình siêu giỏi. Anh ơi, anh cho em xin 500 cốc nước nha. Chủ tịch của mình cũng bị vu khống, đúng không ạ? Vu khống là lừa đảo này, nào là gián điệp này, đúng không? Nhưng mà may đất nước của ông ấy lại tin tưởng ông ấy. Kim Hồng, xin chào Kim Hồng. Chào Ngọc Ánh nha, chào Đinh Công nha, chào tất cả các anh chị. Bây giờ thì em sẽ chia sẻ từ cái việc mà trước đây ông ấy trốn chạy. Trước đây ông ấy trốn chạy khỏi Belarus, và khi mà ông ấy xác định quay về về Belarus thì ông ấy xác định mục tiêu của ông ấy như thế nào. Có nghĩa là trước đây khi mà ông ấy nghiên cứu về công nghệ UST, ông ấy mở công ty ở bên Litva là công ty Ubert đấy. Thì ông ấy khi mà ông thành lập công ty như thế thì người ta không tin tưởng ông ấy, và người ta kiện ông ấy là vì khi mà ông ấy bị kiện ấy là anh chị biết từ ai không ạ? Từ cái người nhân viên làm việc cho ông ấy và làm thất thoát gần 1 triệu đô. Và ông là sa thải. Chính vì sa thải nên là người ta giống như kiểu là giống như người Việt mình ấy, khi mà công ty gọi là đến hết đến cái gì làm việc mà không tốt thì người ta sa thải, đúng không? Người ta hủy hợp đồng lao động, đúng không? Người ta chấm dứt hợp đồng lao động, đúng không? Thì ở bên nước ngoài ấy, thường thường là người ta sẽ bảo vệ người lao động. Và cái người lao động này, người ta khi mà người ta làm việc, người ta không hài lòng. Tại vì giống như thế là với cái tầm nhìn kiến thức của người ta làm hết khả năng rồi. Nhưng mà ông chủ tịch ông không hài lòng nên ông sa thải. Chính vì ông sa thải nên là người ta mới tức. Người ta tức thì người ta đến tòa báo, là người ta nói rằng là người ta nói những gì mà ông Unity làm việc là lừa đảo, là mô hình tài chính đa cấp, là kim tự tháp. Nên là ông ấy bị người ta nói xấu. Mà ông ấy gặp rất nhiều vấn đề trong cái việc là khi mà huy động vốn như thế, khi mà xây dựng như thế không như mong muốn, nên là người ta nói xấu ông ấy, và ông ấy đã gặp rất nhiều trở ngại. Và khi ông ấy nhớ đến mục tiêu thì ông nói rằng là khi mà ông ấy nghĩ đến mục tiêu rồi thì ông xác định ông là một kỹ sư, là một nhà phát minh, thì ông ấy chắc rằng đối với những người khác thì người khác có thể là không biết họ mong muốn điều gì. Nhưng ông nó biết rõ rằng là mục tiêu của tôi, giống như mục tiêu của em Thơ là đạt 100 triệu cổ phần, mục tiêu của Thúy Mai là đạt 10 triệu cổ phần, mục tiêu của chị Tuyết là đạt 5 triệu cổ phần chẳng hạn. Ví dụ như khi chúng ta ra quyết định chúng ta sẽ trở thành 1 triệu phú trong tương lai, chúng ta muốn đạt được số lượng cổ phần mà chúng ta mong muốn, thì ông chủ tịch của chúng ta cũng có một cái mong muốn là tôi tạo ra công nghệ đường dây, tôi tạo ra cái công nghệ tuyến tính thông minh, hay là tạo ra các công nghệ vận tải đường dây thông minh như bây giờ, đúng không ạ? Thì ông đã xác định rằng là mình đã có mục tiêu như thế, mình đã cái gì quyết tâm nghiên cứu như thế rồi, thì bây giờ ai nói gì mình không quan trọng nữa, mà mình quay về để mình thực hiện ước mơ của mình.
Thế thì ông ấy nói rằng là tôi đã xác định được mục tiêu của tôi và tôi đã suy nghĩ là gì ạ? Suy nghĩ là trong cái cuộc sống này, tôi là một kỹ sư, là một nhà phát minh. Tôi chắc chắn rằng đối với một người biết rõ mình muốn đạt điều gì, cũng giống như các anh chị biết rõ các anh chị muốn đạt bao nhiêu cổ phần để các anh chị tự do trong tài chính, để các anh chị tạo dòng tiền trong tương lai, để cho anh giúp đến 3-4 đời anh chị giàu có ấy, thì anh sẽ làm gì ạ? Thì với các anh chị, những điều đó không có gì là khó khăn. Rất nhiều anh chị khi mà muốn trở nên giàu có nhưng mà chia sẻ cho ai đó, người ta từ chối cái là thấy mình không có duyên, thấy mình không làm được, thấy mình kém cỏi, thấy mình thiếu hiểu biết, thấy mình thiếu kiến thức. Nhưng khi mình ra mục tiêu mình, tôi phải đạt được điều này, thì ta sẽ tìm mọi cách. Và có một câu người ta nói rồi, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do, đúng không anh chị? Vậy thì ông chủ tịch, ông ấy có mong muốn là thay đổi thế giới, giải cứu hành tinh, thì chắc chắn ông ấy phải làm gì? Ông phải tìm cách, ông phải quay về với đất nước của ông ấy. Và ông ấy giống như vậy là ông kêu gọi người dân để họ làm gì, ủng hộ ông ấy. Và ông ấy nói rồi là khi mục tiêu của anh ấy, khi ông ấy bảo là khi mục tiêu của ông ấy không có mâu thuẫn thì ông ấy phải tìm mọi cách để đạt được mong muốn của ông ấy. Ông ấy đi qua mọi con đường có thể, nghĩa là ông ấy có thể tìm ra mọi con đường, tìm ra mọi cách để ông thực hiện được ước mơ của ông ấy cho đến khi thành công. Và ông bảo là dù có thất bại bao nhiêu lần đi nữa, ông cũng nỗ lực cho đến khi đạt kết quả bằng tất cả những lần thất bại kia. Thì tí nữa Thơ sẽ đọc cho các anh chị nghe một cái đoạn mà ông ấy, khi mà ông ấy nhận được cái khu công viên thử nghiệm của chúng ta là 40 hectare, đúng không ạ? Thì ông nói rằng là trong, anh chị phải biết rằng là rất nhiều người nghiên cứu nhưng không phải là cái dự án nào nó cũng đi vào thực tế. Và ông nói rằng trong số hàng triệu phát minh, chỉ có một số phát minh là có giá trị. Cũng giống như chúng ta ấy, ví dụ như là khi chúng ta làm một cái công việc gì đó, chúng ta, người này thì có ý kiến như thế này, người này thì có ý kiến như thế kia, nhưng không phải ai đóng góp ý kiến người khác cũng nghe. Tại vì ý kiến của các anh chị, giải pháp của các anh chị không phải là cái nào nó cũng phù hợp, đúng không ạ? Đấy, thì ông nói rằng là rất nhiều phát minh nhưng không phải phát minh nào cũng mang lại giá trị. Trong hàng triệu giải pháp, chỉ có một số ít là hiệu quả. Tuy nhiên chính chúng ta sẽ thay đổi thế giới. Thì nếu như mà em Thơ cứ nghĩ rằng là em Thơ có bằng này cổ phần là đủ rồi, em Thơ không cần phải hỗ trợ ai, không tập trung phát triển hệ thống nữa, thì làm sao mà em Thơ có thể giúp được chủ tịch của mình, đúng không ạ? Thế thì khi mà em Thơ nghĩ rằng là mình cần phải ủng hộ, mình cần phải có trách nhiệm với cộng đồng, mình cần phải có trách nhiệm với những người đi theo mình, mình đã được hưởng quyền lợi từ họ rồi, thì mình phải làm tất cả những điều đó để mình bảo vệ người ta. Nên khi mà chúng em gặp những cái vấn đề như báo chí, truyền thông, truyền hình, người ta đưa tin không đúng về doanh nghiệp của mình, thì mình phải đứng lên để bảo vệ, đúng không anh chị? Nếu như em bỏ cuộc thì chắc chắn làm gì có ngày hôm nay, đúng không anh chị? Thì ông ấy cũng nói ra là chính chúng ta là người thay đổi thế giới. Và nếu như những anh chị nào đang ủng hộ Ustay, chúng ta chia sẻ cho một người nào đó để họ thay đổi kinh tế gia đình của họ mà họ không đón nhận, không sao hết. Chúng ta lại tìm kiếm những người khác. Nếu như chúng ta tìm kiếm, chúng ta đang ở một vùng thôn quê, chúng ta không đi ra Hà Nội, chúng ta không đi Sài Gòn, chúng ta không đi ra những cái vùng đất mới, chúng ta không có những người bạn mới, thì chúng ta hãy sử dụng Zalo, Facebook, TikTok để chúng ta kết bạn khắp nơi. Đúng không? Đó là những cái nền tảng Internet giúp chúng ta kết nối được với mọi người xa lạ. Nhưng những người xa lạ lại ủng hộ chúng ta thì sao? Em Thơ đầu tư vào UST. Chị Hoàng Quyên là chị dâu trong họ, đúng thật là 40 năm cuộc đời chả gặp nhau bao giờ. Nhưng từ một người quen, từ một dự án khác lại quen nhau. Rồi là em Thơ cũng gặp được một bạn ở trong Sài Gòn. Chỉ tình cờ đi ăn cơm rồi quen nhau. Gặp vào Sài Gòn, mở thị trường đầu tiên ở Sài Gòn. Chưa quen bạn ấy bao giờ. Nhưng mà chỉ đi chơi với nhau thôi, sau đi 3 ngày bạn mới là chị có dự án gì chị chia sẻ đi. Em Thơ vẫn chưa chia sẻ vì em Thơ chưa hiểu gì hết. Em Thơ chỉ cười thôi, em Thơ và chị đang đầu tư thôi. Lúc nào chị hiểu chị sẽ chia sẻ cho em. Tại vì chúng ta phải nói điều chúng ta biết. Còn điều chúng ta không biết, chúng ta càng nói nó càng dối, càng nói nó càng khó, đúng không ạ? Và nếu như các anh chị chưa biết, chưa rõ, thì các anh chị hãy nhờ hợp lực của những người đi trước chúng ta. Họ chia sẻ cơ hội này giúp cho chúng ta để họ hiểu hơn. Thế nên là khi mà ông ấy rằng là chúng ta là người thay đổi thế giới, mở ra những cái cơ hội mới cho con người,
cho phép làm được những điều mà trước đây dường như chúng ta không thể đạt được. Đúng không ạ? Cho chị xuống học từ sếp thơ với sếp ơi khao khát được học từ thơ. Thế đấy, hôm nào cũng live stream giúp cho mọi người tự tin hơn đây, đúng không ạ? Ông nghe nói rằng là vượt qua không gian hàng ngàn km chỉ trong vài giờ, có nghĩa là cái ý tưởng của ông ấy, cái ý tưởng của ông ấy là ông ấy tưởng tượng rằng à sau này tôi sẽ đi từ Belarus sang Việt Nam, đúng không ạ? Thì tôi chỉ đi, thay vì tôi đi hàng ví như em thơ đi từ Belarus, từ Việt Nam sang Nga. Bình thường là em thơ sẽ bay thẳng từ Việt Nam sang Nga, sau đó từ Nga sang Belarus thì nó hết tầm 14 tiếng. Nhưng mà đợt vừa rồi em thơ đi từ Hà Nội vào đến Sài Gòn, tại vì lúc Covid không có chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Xong bắt đầu lại từ Sài Gòn transit qua Dubai, xong lại từ Dubai sang bên Nga, từ Nga qua Belarus, các anh chị biết mấy ngày, 2 ngày trời dã rời, 27 tiếng đồng hồ. Mệt dã rời con người luôn. Đó, nó rất chỉ là khó khăn. Và ông ấy là một người, người ta gọi là có tầm nhìn rồi, thì ông ấy tưởng tượng rằng à, ông đi từ Việt Nam sang bên mình thì nó là hết tầm 14.000 cây số. Đúng không ạ? 14.000 cây số thì anh chỉ sẽ tính xem nếu như đi 500 km/h thì bao nhiêu tiếng đến nơi. Mà đi với tốc độ cao tốc, siêu tốc của chúng ta là 1.260 km/h thì chúng ta sẽ đi bao nhiêu lâu để đến nơi. Với đây là một cái ý tưởng mà ông ấy nói rằng là một cái ý tưởng này là ông gọi là thay đổi hoàn toàn thế giới, đúng không ạ? Mở ra một cơ hội mới cho nhiều người, cho phép nhiều người làm được những cái điều mà trước đây chúng ta không thể. Vượt qua không gian hàng ngàn km chỉ trong vài giờ, gọi là đi từ Belarus đến đây chúng ta chỉ hết vài tiếng đồng hồ thôi, đúng không ạ? Thông tin, truyền được thông tin từ lục địa này sang lục địa khác chỉ trong tích tắc. Thế thì các anh chị biết không ạ? Em thơ và các anh chị chỉ sử dụng qua wifi nhưng có thể nói được với chúng ta nhau. Chúng ta nhìn thấy nhau khỏe mạnh này, vui vẻ, xinh gái này, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy người này bình luận những ngôn từ tích cực này. Chúng ta nhìn thấy những người này có những cái bài học mà chúng ta đáng học này, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy nhau, đó là mạng truyền thông tin xuyên lục địa, các anh chị ạ. Có thể là rất nhiều người em tôi nhìn thấy, có những người ở Nga này, có những người ở bên Mỹ này, có những người ở bên Đức này, em tôi đều nhìn thấy ở trong live stream này. Có những người ở trong Kon Tum này, có những người ở trong Sài Gòn này, có những người ở Bắc Ninh, có những người ở Hà Tĩnh này, em tôi đều nhìn thấy các anh chị đấy, đúng không ạ? Nhìn thấy nhau qua mạng thông truyền thông. Chinh phục không gian và các hành tinh khác thì các anh chị biết rồi, tỷ phú Elon Musk, đúng không ạ? Tạo ra cái dự án gì? Và cái dự án nó có mang lợi ích gì không? Đúng không anh chị? Thế nên là ông chủ tịch nói rằng là ông ấy không muốn phá vỡ cái bầu khí quyển của chúng ta, cái hành tinh của chúng ta, đúng không ạ? Thì khi ông nói rằng là khi mà ông ấy nhất quán được cái mục tiêu, cũng giống như các anh chị nhất quán được mục tiêu của mình kiếm tiền để làm gì? Có đúng là mình kiếm tiền để phục vụ gia đình không? Mình kiếm tiền để mình giúp cho chồng mình đỡ vất vả hơn, mình kiếm tiền để mình báo hiếu cha mẹ nội ngoại hai bên, mình kiếm tiền để mình cho con của mình có một cuộc sống chất lượng hơn, mình kiếm tiền để khi đất nước mình cần mình có tiền để cống hiến, đúng không anh chị? Mục tiêu của chúng ta là kiếm tiền để làm giàu cho bản thân, để cho bản thân mình trở nên gì ạ? Sung túc hơn, để cho bản thân của mình được gì? Hưởng thụ, không phải vất vả, không phải bán mặt cho đất, không phải bán lưng cho trời, không phải đi làm công ăn lương làm giàu cho người khác, đúng không anh chị? Đó là mục tiêu của chúng ta. Vậy thì mục tiêu của ông chủ tịch là gì ạ? Mục tiêu của ông ấy là xây dựng Westday để giải cứu hành tinh. Bằng cách nào? Thì các anh chị nhìn thấy đường dây của ông ấy rồi, đúng không anh chị? Đó, vì thì chỉ có khi mức nhất quán được mục tiêu, bạn mới có thể đạt được điều đó. Và năm 2015, 2016, ông chủ tịch vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn các anh chị ạ. 2015 thì Litva người ta nói rằng là gì ạ? Ông chủ tịch của chúng ta là gì? Thành lập dự án đa cấp lừa đảo mô hình kim tự tháp là gián điệp của Nga, đúng không anh chị? Nhưng 2016 thì sao ạ? Rất nhiều kỹ sư, ông đã tạo ra rất nhiều kỹ sư, nhưng không phải kỹ sư nào cũng học lý thuyết mà có thể thực hành được. Cũng giống như các anh chị làm kế toán ấy, các anh chị vào một công ty các anh chị vẫn ngơ ngác bình thường. Các anh chị đi học y ấy, không phải là một cái là anh chị biết tiêm ngay, không phải một cái là các anh chị có thể chuẩn đoán bệnh ngay, đúng không anh chị em? Đúng không ạ? Vậy thì khi mà ông ấy hiểu được điều đó, khi mà ông nhìn về phía trước, ông tiến về phía trước dù có khó khăn đến đâu vẫn sẽ mang lại
một cái niềm vui đau đớn nhưng mà vẫn vui. Cũng giống như có rất nhiều câu nói mà các tỷ phú nói, 20 năm sau bạn sẽ hóa gì ạ? Bạn sẽ tiếc với những gì bạn không làm, chứ không phải tiếc với những gì bạn làm. Nên ông nói rằng là tôi vẫn mong muốn cái mục tiêu của tôi thực hiện được, dù nó có đau đớn như thế nào tôi vẫn chịu nó, đúng không ạ? Và ông ấy hiểu rằng mỗi bước đi của ông ấy, dù khó khăn đến đâu, dù vấp vạ ngã như thế nào, dù đau đớn đến đâu, mọi thất bại dù khó khăn đến đâu, cho dù có khủng khiếp đến nhường nào, anh ấy cũng biết rằng mỗi ngày anh đang tiến đến mục tiêu. Cũng là mỗi ngày dù đau đớn, dù bị người ta chê bai, dù người ta bị người ta nguyền rũa, dù bị người ta ngoài ra gọi là truy sát, thì ông vẫn nói rằng là gì ạ? Đau đớn nhưng ông ấy cực khổ. Và ông làm vì ông ấy biết rằng mình sắp đến đích, đúng không anh chị? Đó. Và khi mà ông ấy trở lại Belarus các anh chị ạ, những năm trước thì ông ấy phải trốn khỏi Belarus tại vì người ta truy nã ông ấy này. Ông ấy phải bỏ đi đấy. Nếu như anh chị xem Sở Hữu Trí Tuệ rồi thì anh chị biết đúng không ạ? Thì ông ấy phải bỏ đi vì xã hội đen này, rồi những người mà muốn chiếm đoạt doanh nghiệp của ông ấy, họ đã gì ạ? Đã tìm cách để cướp Sở Hữu Trí Tuệ. Đó. Thì ông bảo là tôi là phải chạy trốn này trong 3 năm. Đấy. Nhưng mà khi ông ấy rằng là nếu như mà ông quay về đất nước Belarus thì ông sẽ bị bắt. Thế nên là ông phải chạy trốn. Và mãi sau đó thì ông nó mới quay về. Trong 3 năm diễn ra vụ điều tra, có nghĩa là 2014, 15, 16, là lúc đấy người ta vu khống ông ấy là đa cấp lừa đảo đấy. Thì ông phải chạy trốn khỏi châu Âu. Chạy trốn và ông ấy không thể vào châu Âu vì sẽ bị bắt. Theo một số thông tin từ những cái tờ báo lá cải họ đưa tin, và ông ấy đã rơi vào danh sách bị truy nã. Các anh chị ạ, chúng ta chia sẻ cho người khác, người khác không đón nhận chúng ta sẽ thấy buồn rồi. Chứ đừng nói là tôi cống hiến cho khoa học, tôi cống hiến cho nước nhà mà tôi còn bị truy sát, đúng không anh chị? Vì thế tôi đã không thể tham dự buổi ra mắt. À, năm 2018 thì khi lúc đấy là công nghệ của chúng ta là được triển lãm tại Innochan năm 2016 tại Đức ấy, thì ông ấy không thể vào châu Âu được. Nhưng mà ông ấy nói rằng là vẫn còn một chặng đường dài. Vào năm 2015 rất may là ông ấy được cấp đất 40 hectare đất đấy. Một cái gì tôi đã xoay sở để có một khu đất hoang trước một bãi tập xe tăng đầy thuốc súng, xăng dầu để xây dựng trung tâm thử nghiệm trình diễn. À, tại sao mà em muốn các anh chị sang Belarus? Vì sao ạ? Vì em muốn anh chị sang đó để anh chị thấy những nỗ lực của ông ấy kinh doanh hiệu quả như thế nào. Anh chị sang đó thì anh sẽ nhìn thấy là đừng đồng tiền của các anh chị, từng đồng tiền của các anh chị, ông ấy kinh doanh đúng nơi, đúng chỗ và hiệu quả như thế nào. Và công viên của chúng ta là một trong những 100 công viên gọi là đắt nhất hành tinh. Tiếp những cái khách VIP là những cái đoàn khách, ví dụ như là chúng ta là những cổ đông VIP này, rồi là khoa học này, rồi là chính trị này, rồi các tỷ phú này, người ta đến đó để người ta tham quan công viên của chúng ta. Nên đó là một trong những công viên mà gọi là người ta mệnh danh là công viên đắt giá nhất hành tinh, công viên đẹp nhất hành tinh. Anh chị sang nó đi thì anh chị sẽ biết, đúng không ạ? Rồi các anh chị sang bên đó thì các anh chị sẽ thấy như thế này này. Từ một bãi đất trống, một bãi đất hoang mà bây giờ cây cối, vườn táo, hồ cá, nhà ở, cây xanh vô cùng đẹp đẽ, đúng không ạ? Là cái công viên mà em Thơ đã chụp ảnh đấy các anh chị, đúng không ạ? Và lúc đấy thì anh chị biết chiến tranh mà thì nó có sẽ có mìn, có những cái chất độc hại, ông nó phải xử lý đi rồi, phải dò mìn này, phải cải tạo là cái khu đất đấy của ông ấy này, đúng không ạ? Cái điểm này là ở Marina Hoka tại Min, cách Min 80 cây số, nhưng các chị cách thành phố 80 cây số. Sau vụ bê bối ở Litva, có nghĩa là Litva đã kiện ông ấy, đã gọi là gì nhỉ? Đã vu khống cho ông đấy đấy, đúng không ạ? Vấn đề về tài chính cũng như mọi thứ khác trở nên khó khăn. Khi mà ông ấy đang làm tốt những cái điều đó, đã thuê được công viên thử nghiệm để chuẩn bị vào xây dựng thì các anh chị biết rồi. Anh chị xây một cái nhà, các anh chị có vất vả không? Thiếu tiền, thiếu lên, thiếu xuống, dự tính 1 tỷ khi lên 1.5 tỷ là các anh chị đã phải đi vay mượn xoay sở rồi, đúng không ạ? Trong khi đó ông được cấp đất rồi thì bây giờ ông phải làm sao để cho nhà đầu tư tin tưởng, đúng không anh chị? Sau khi mà ông ấy đăng ký công ty tên là Unipus tại khu kinh tế tự do
thì hàng trăm lá thư giận dữ đã chốt xuống chính quyền, có nghĩa là người ta nhắn, người ta viết thư cho chính quyền nói rằng ông Yunitsky là lừa đảo đó, yêu cầu phải bỏ tù ông Yunitsky hoặc trục xuất ông ấy ra khỏi đất nước. Một kẻ lừa đảo, một điệp viên của Nga, người đã bị truy tố tại Litva. Kinh khủng anh chị. Chúng ta chia sẻ cho ai đó mà người ta gọi điện mách bố mẹ em Thơ này, khi mà em Thơ bị lên VTV, hàng xóm nhà em Thơ, những người trong làng của em Thơ đã gọi điện cho bố mẹ là sao mà ông bà cho con ông bà ăn học như thế mà bây giờ đi lừa đảo nọ lừa đảo kia. Đau lòng lắm chứ, buồn lắm chứ. Nhưng mà quyết tâm mua nhà đi, đưa bố mẹ ra đây để tránh xa cái môi trường tiêu cực, đúng không anh chị? Nên nếu như các anh chị muốn mình trở nên giàu có thực sự, có muốn có một môi trường chất lượng thực sự, muốn con của mình trở nên thông minh thực sự, thì các anh chị phải ra khỏi cái lũy chơi làng đi, ra khỏi những cái nơi tiêu cực đi, thì các anh chị mới thay đổi được môi trường, đúng không ạ? Môi trường rất quan trọng, những người bạn của các anh chị cũng rất quan trọng. Ai đáng chơi thì chơi, và ông chủ tịch nữa rồi, những người nào tiêu cực, những người nào làm không, làm việc không đến nơi ông trốn, ông ấy sa thải hết, sa thải toàn bộ, và ông đi tuyển dụng lại đó. Và ông chỉ chơi với những người nào mà gọi là suy nghĩ tích cực và giúp ông ấy được thôi, chứ không phải là lúc nào mình cũng chơi với mấy cái thằng mà lúc nào cũng rượu chè cờ bạc, làm sao giúp cho mình trở nên khá được, đúng không anh chị? Đó, kết quả là công ty Unibus của ông Yunitsky đã bị đóng cửa, mặc dù đã được quyết định là phê duyệt và sao sử dụng đất là 40 hecta. Vụ bê bối ở Litva cứ bám giết lên ông chủ tịch, cũng là các anh chị biết rồi, quá khứ của giống như quá khứ của chúng ta, chúng ta cứ bị ám ảnh, và những người, người trong quá khứ, những người mà người ta gọi là gì ạ, những kẻ thù trong quá khứ đó, họ đã không buông tha cho ông ấy, đúng không anh chị? Ngay cả khi ông ấy trở về Belarus thì những người ở Litva vẫn gửi đơn kiện để tố cáo ông đấy, đúng không ạ? Cánh báo chí Belarus không thu kém các đồng nghiệp phương Tây, có nghĩa là khi mà ông bị ở bên Belarus, người ta đã kiện ông ấy này, người ta đã vu khống ông ấy này, nhưng mà ở bên Belarus người ta cũng thế, gọi là đồng nghiệp của họ bám giết lên ông, cứ vu khống ông ấy. Đã chào đón tôi bằng những tiêu đề bài báo như kẻ bị đuổi khỏi Litva. Chúng ta chưa bị đuổi khỏi làng đâu, chưa bị đuổi khỏi đất nước, đúng không? Còn ông Yunitsky là bị đòi đuổi khỏi Litva rồi, đóng băng tất cả những cái tài khoản của ông ấy lại, đúng không ạ? Các nhà đầu tư không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù từ quan điểm của mình, tôi đã cố gắng giải thích tình hình hiện tại. Tôi đã công bố một bức thư ngõ tới Tổng thống Litva, đăng những lời giải thích trên các trang web mà chúng tôi đã tạo ra để quảng bá cho dự án. Tất cả những gì tôi có thể làm là chỉ ra sự bất công của mình, của những gì đã xảy ra, giải thích những cái động cơ, mục tiêu thực sự của mình. Nó là động cơ, mục tiêu của ông ấy là chỉ muốn làm sao? Tôi muốn tạo ra đường dây này để cứu mỗi năm 1,5 triệu người chết vì tai nạn giao thông. Nhưng mà sao ạ? Người ta vẫn không tha cho ông ấy, người ta vẫn không tin tưởng ông ấy, và người ta nghi ngờ ông ấy là một kẻ gián điệp, đúng không ạ? Tôi đã cố gắng chỉ ra sự bất công, những giải thích của ông ấy, những động cơ, những mục tiêu. Một lần nữa tôi cố gắng truyền đạt rằng tôi đã mang lại cho Litva hàng ngàn việc làm trong tương lai. Có nghĩa là ông ấy xây dựng ở Litva ấy, là ông nghĩ rằng là ở đó là một cái đất nước lớn, thì ông ấy có thể là huy động vốn trên toàn cầu một cách dễ dàng. Hai nữa là ông ấy tạo ra công ăn việc làm ở một cái quốc gia mà nó phát triển hơn ở Belarus, thì nó có thể giúp cho đất nước của họ trở nên giàu có. Nhưng mà người ta không tin, đúng không ạ? Nghe Thơ nói anh vào gia tăng thêm chút tài sản cho riêng mình, mua đi. Mỗi lần mà ai chê mua, mỗi lần mà ai không ủng hộ mua, cứ mua đi cho em. Nhiều tiền các anh chị ắt tự tin, nhiều tiền các anh chị sẽ tăng kiến thức, nhiều tiền các anh chị sẽ mua được nhiều thứ mà người khác không bao giờ mua được, đúng không ạ? Nên là ông nói rằng là tôi tạo điều kiện, tôi muốn thành lập doanh nghiệp ở bên nước của ông để tôi tạo ra hàng ngàn việc làm, thậm chí hàng triệu, hàng tỷ tiền thuế đầu tư vào nền kinh tế, mang lại danh hiệu trung tâm toàn cầu đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải cho Litva mà ông không nhận thì thôi, đúng không ạ? Tạo ra hàng tỷ đô này, tiền thu nhập GDP trên đầu người này, tạo công ăn việc làm cho người khác này,
mang lại nguồn thuế lớn cho đất nước của họ này mà họ không nhận thì thôi chứ, đúng không anh chị? Phần lớn cũng giống như Việt Nam của chúng ta là một đất nước rất là gì ạ, đang phát triển thôi. Cái tuổi lao động của anh chị em mình đang còn rất là nhiều, độ tuổi từ 25 cho đến 45 là độ tuổi lao động, đúng không anh chị? 50 thì là rất là đông. Vậy thì các doanh nghiệp ở nước ngoài người ta thấy Việt Nam là gì, chi phí thấp, độ tuổi lao động cao, thì họ mới thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam mình để họ gì, thu hút được lực lượng lao động, đúng không anh chị? Vậy thì ông chủ tịch ông ấy cũng muốn là gì, à ở cái đấy là đất nước đấy nhìn thấy kinh tế ổn đấy, tôi mở doanh nghiệp ở đấy để tôi phát triển nó cũng thuận lợi hơn. Nhưng mà người ta không đón nhận thì không sao hết, đúng không ạ? Phần lớn những điều này mang tới, bây giờ ông nói rằng là hiện nay thì phần lớn những điều này đã mang lại đến cho Belarus. Các anh chị biết rằng ở thành phố Belarus đang xây một loạt những cái ngôi nhà thông minh của chúng ta. Có rất nhiều người hôm qua đọc báo cáo tài chính, có thấy thương mại cái gì đâu mà có lợi tức. Các anh chị chỉ ngồi ở nhà thôi, làm sao các anh chị thấy được, đúng không anh chị? Nhưng mà chúng tôi đi rồi thì chúng tôi biết này, chúng ta có gì, nhà hàng hàng ngày, hàng tuần chúng ta có lượng khách hàng đến nó đông kín. Người ta ở trong nông trại của mình là họ phải trả tiền phục vụ cho doanh nghiệp của mình. Họ đi câu cá là họ phải trả tiền câu cá, tiền giải trí. Họ mang cá về họ cũng phải trả tiền. Cũng giống như ở Việt Nam mình ấy, có những cái hồ câu cá đấy, các anh chị vào các anh chị phải đóng tiền không? Ai cho anh chị câu cá không? Đúng không? Thế thì đó là nguồn thu. Tiếp theo đó là nhà máy sản xuất rượu. Chúng ta đến đây, em thơ đến đây ăn, em thơ vẫn phải trả tiền bình thường, đúng mà. Tại vì phải có người gì quản lý chứ đâu phải ông chủ tịch lúc nào cũng ngồi đấy để ông quản lý đâu, đúng không anh chị? Thế nên là rồi là nhà hàng sản xuất, rồi nhà máy sản xuất bia, rồi nhà máy sản xuất mùn vi sinh. Có thể hiện tại mùn vi sinh của chúng ta một tuần mới tạo ra khoảng 1,5 tấn mùn vi sinh. Nhưng nó không phải là nó xuất khẩu được ngay vì nó đang còn ít, một tuần mới có 1,5 tấn thì không có nhiều. Nhưng đã bán ở các cửa hàng, ở các đại lý ở tại Belarus. Trái cây của chúng ta cũng bán tại Belarus. Mùn vi sinh của chúng ta cũng bán tại Belarus. Khách hàng đến đó nghỉ dưỡng cũng tại Belarus. Đâu phải là cứ phải ở Việt Nam sang đó thương mại ra toàn cầu thì mới có nguồn thu đâu. Năm 2018-19 là một trường đại học người ta chuyên nghiên cứu về các cái động cơ, đúng không ạ? Giống như ông Phạm Nhật Vượng ấy, bây giờ ông ấy muốn sản xuất xe ô tô, nhưng đâu phải ông nghiên cứu ra động cơ đâu, mà ông mua động cơ của Trung Quốc, ông mua thiết bị của Đức, ông ấy mua cái gì, cái công nghệ được của Mỹ chẳng hạn, như thế thì để gì tạo nên một doanh nghiệp. Cái con ốc vít này là sản xuất ở đâu? Cái nhựa, vỏ nhựa này là sản xuất ở đâu? Ví dụ như cái vỏ nhựa có thể sản xuất được ở gì? Ở Bắc Ninh. Nhưng mà những cái con ốc vít sản xuất ở Trung Quốc thì sao? Những cái bản mạch sản xuất ở trong Sài Gòn thì sao? Nó rất nhiều nơi chứ không phải là chỉ một nơi, đúng không anh chị? Và khi mà em thơ sang bên công ty, em thơ đã đi thăm trực tiếp ở nhà máy sản xuất, thì chúng ta đang sản xuất những cái đầu xe kéo, những cái đầu xe cho Toyota. Tại vì Toyota nó đặt sản xuất là gì ạ? Đầu máy ở các đơn vị khác. Bây giờ tôi thấy nó đắt hơn, tôi thấy ở USD hiệu quả hơn, chi phí rẻ hơn, tại sao không đặt, đúng không anh chị? Rồi là có một cái câu lạc bộ của Tesla, người ta yêu thích xe Tesla, người ta cũng đặt cái tay cầm tay vịn của USD của mình đấy. Làm sao chúng ta biết được khi mà chúng ta cứ ngồi nhà? Nhưng các anh chị đi, có những thứ chúng tôi không thể nói được. Vì sao? Vì nó đối tác người ta không thích. Và doanh nghiệp thì cần phải có những bí mật. Cái gì cũng tùng tục nói ra thì còn gì gọi là kinh doanh nữa, đúng không anh chị? Đó. Nên là bây giờ ở Belarus là doanh nghiệp của chúng ta là một trong những cái doanh nghiệp mà đóng thuế cao nhất đấy, mang lại cái nguồn thuế cho doanh nhân đất nước của họ đấy. Đúng không ạ? Ông nói hiện nay phần lớn những điều này được mang tới cho Belarus, nơi đã chấp nhận tôi bất chấp mọi lời vu khống từ các nước láng giềng phương Tây. Ví dụ như chúng ta đi ra xã hội, người ta nói rằng chúng ta làm đa cấp, làm lừa đảo, thế nọ thế kia, nhưng về dân làng của chúng ta, họ tin tưởng chúng ta, họ ủng hộ chúng ta. Thì cũng giống như ông Inisky, đi ra xã hội thì người ta chê, nhưng về làng thì người ta đón tiếp, đúng không anh chị? Các anh chị thấy cái câu này hay
thì các anh chị hãy gì ạ? Chúc mừng Belarus đi ạ. Chúc mừng chủ tịch của chúng ta bằng số 8 đi ạ. Số 8 yêu thương, số 8 tài chính đúng không? Số 8 thịnh vượng. Trong các vấn đề liên quan đến thu hút đầu tư thì ông ấy nói rằng là anh chị có ai ở đây có ai nhớ đến cái quỹ đầu tư Invest Group không ạ? Ai biết đến quỹ đầu tư Invest Group thì comment số 1 giúp cho em thơ nhé. Công ty của chúng ta có 3 quỹ huy động vốn, đó là RSV. Xong rồi, RSV là quỹ của công ty các anh chị nhé. Thứ hai là SWC là cộng đồng sở hữu company nhé. Và một cái nữa là CRU đấy ạ. CRU là quỹ của Invest Group. Nếu như anh chị biết cái quỹ này thì comment với em thơ. Comment số 1 cho em thơ. À, Lâm Hoàng biết đúng không ạ? Thì cái quỹ này trước đây là quỹ của 1 triệu phú đô la. Ông ấy là một nhà đầu tư. Đấy, và ông ấy cũng đã, chính ông ấy là người gọi cho chủ tịch và xin được hợp tác với ông chủ tịch. Và ông chủ tịch thì đang cần vốn thì ok, ông cảm thấy ông phát triển được kinh tế cho tôi, ông huy động vốn được cho tôi thì tôi hợp tác với ông. Nhưng mà ông ấy nói rằng là tôi đã được giúp đỡ bởi ông Andrei. Lượng người lúc đó đã phụ trách một tổ chức chuyên biệt với mục tiêu nâng cao hiểu biết tài chính cho mọi người. Anh ấy muốn những người bình thường cũng có thể tham gia vào sự phân phối dòng tiền. Đó. Thì cái ông Andrei này đã hợp tác với ông Yudki và ông Yudki đã giao cho ông là 1,5 tỷ. 1,5 tỷ cổ phần, hình như là một giai đoạn đấy các anh chị, 1,5 tỷ cổ phần để bán. Đúng không ạ? Để phân phối cho cái hệ thống mạng lưới của ông ấy trên toàn cầu. Anh ấy cũng là, ông Andrei cũng là một nhà huấn luyện kinh doanh, đào tạo về cách đạt được điều này, đào tạo giúp cho mọi người đạt về tư duy tài chính đấy. Giống như chúng ta đang, giống như em thơ thì không phải là một người mà có tiền để mua ngay một giai đoạn. Nhưng em thơ đã hợp tác với UXT và em thơ đang có trách nhiệm giúp cho cộng đồng của chúng ta có tư duy về kiến thức về đầu tư. Chúng ta nhận diện ra rằng đâu là cơ hội tiềm năng, đúng không anh chị? Tại vì cũng là đọc sách nhưng không phải ai đọc sách cũng thực hành được, đúng không? Thì anh ấy đã cố gắng làm cho thế giới trở nên công bằng hơn, có lẽ đó là đúng đắn, đó là đúng hơn. Ông chủ tịch ông nói là một kỹ sư, đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho điều này. Có nghĩa là ông ấy mong muốn rằng ông nói ra những cái điều mà ông đang làm. Thì tôi thực sự là rất chỉ là mong muốn có một người hợp tác và giúp đỡ ông ấy như vậy, đúng không ạ? Chúng tôi đã có một sự quan tâm chung. Có nghĩa là ông Underdog, ông thấy cái công nghệ của ông Unitsky là tiềm năng tuyệt vời và ông muốn hợp tác để giúp cho nhiều người biết đến UST. Đấy, thì ông chủ tịch ông ấy cũng thấy thế thì tôi là một người đang còn tiền, còn ông thì nhìn thấy là cái công nghệ của tôi tiềm năng, thì chúng ta cùng hợp tác với nhau. Ông ấy đã là một kỹ sư, đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho điều này. Tôi cũng mong muốn như vậy. Chúng tôi đã có một sự quan tâm chung từ trước khi sang Litva, hồi tôi còn ở Moscow. Khi mà ông ấy còn ở Moscow thì ông ăn ở đây đã gọi đến đấy để làm quen. Chúng tôi trò chuyện gần 1 giờ đồng hồ và anh ấy ngay lập tức quyết định tham gia vào lĩnh vực của chúng ta. Đáng chú ý hơn, ông Andrei đã nãy ra một cái ý định liên lạc với tôi và có 3 người đã cản ông ấy. Có nghĩa là ông Andrei đã muốn liên hệ với ông Unitsky từ khi mà ông Unitsky đang ở bên Nga. Nhưng mà bạn bè của ông Andrei đã cản ông ấy. Đừng có tin ông Unitsky, ông là một kẻ lừa đảo. Đấy, bạn. Giống như bây giờ chúng ta đầu tư vào UST, chúng ta chia sẻ, ui anh chị ơi, anh chị đầu tư vào đây 1.000, anh chị có 25.000 cổ phần, mà sau này IPO anh chị có 25.000 đô. Thế là người ta sẽ biết là tiền đâu ra lắm thế, ngon thế làm gì đến lượt mình. Đúng ạ, thì bạn của ông Andrei cũng nói về ông Unitsky như thế. Thế thì khi mà ông Andrei, ông ấy đặt mục tiêu, ông Andrei thì ông có tham vọng như thế này này. Các anh chị biết trên thế giới này ai là một người đầu tư tiềm năng? Ông là ai là một nhà đầu tư thiên tài và tài ba? Có phải là ông Warren Buffett không ạ? Ông ấy chuyên đi mua lại các cái gì ạ? Các cổ phần của các cái doanh nghiệp khởi nghiệp, đúng không anh chị? Thì ông Andrei là mới có mong muốn là trở thành Warren Buffett thứ hai trên thế giới. Đấy, thì ngay trong cuộc trò chuyện đầu tiên thì ông Unitsky nói rằng là đã cho tôi thấy cái xu hướng và hành động độc lập. Có nghĩa là cái người này rất là mạnh mẽ, quyết đoán và mong muốn trở thành một tỷ phú đây. Đấy, sau đó thì ông cũng không quan tâm đến ý kiến của người khác. Đấy là cái
mục tiêu của ông ăn ở đây, còn mục tiêu của ông Unity là làm như thế nào là tôi có tiền để tôi xây dựng. Còn ông ăn ở đây là mục tiêu của tôi trở thành một tỷ phú, nên tôi muốn hợp tác với ông ấy để tôi gì, tôi có nhiều cổ phần. Đơn giản là như thế, đúng không anh chị? Thế thì đây là một cái điểm chung mà chúng, điểm chung của chúng tôi, có nghĩa là ông Unity và ông ăn ở đây là có điểm chung. Mặc dù trong tương lai, chính vì lý do này mà chúng tôi chia tay, có là năm 2019, không biết là 19 hay 20 thì bắt đầu ông ăn ở đây là bắt đầu là bán cái đồng CRU đấy ạ. Đấy. Thì nhà đầu tư đầu tư vào CRU thì chỉ nhận được token thôi, không có nhận được cổ phần. Chính vì thế nên là ông chủ tịch đã thấy là cái không đầu tư vào cổ phần thì chứng tỏ là tiền sẽ không đưa vào vào cho ông Unity để ông ấy có thể xây dựng, đúng không anh chị? Thế thì ông Unity đã phát hiện ra điều này và ông chấm dứt luôn hợp đồng với ông ăn ở đây. Đó. Đây là lý do mà chúng tôi chia tay. Sau một thời gian quan điểm của chúng tôi trở nên khác nhau. Ông Under đây thấy ông Unity có gì token thì ông Under đây cũng thuê một cái đội mà nghiên cứu về token đấy. Và bây giờ token của ông Under đây đang đi xuống rồi, đúng không ạ? Khi mà chúng tôi trở nên khác nhau về cách xây dựng doanh nghiệp, ông Unity là ông ấy muốn là gì ạ? Nhờ ông ăn ở đây mà tôi có tiền để tôi xây dựng công viên thử nghiệm. Nhưng mà đến cuối cùng thì ông lại không làm điều đó. Ông làm được một thời gian thôi, sao ông không làm điều đó, đúng không ạ? Tại vì ông ấy nghĩ là rằng đầu tư vào công ty của chúng ta lâu, ai không thấy cổ tức thì ông muốn tạo ra những cái sản phẩm nhanh hơn. Tại vì những năm trước là cái token, cái gọi là đồng coin nó đang phát triển mà, thì người ta, những người mà người ta mong muốn, người ta gọi là tham lam ấy, đúng không ạ? Thì người ta sẽ nghĩ cách để người ta tạo ra nhiều thứ hơn, nhiều cuộc chơi hơn, đúng không? Càng về sau, các phương pháp thu hút đầu tư của anh ấy càng không phù hợp với tôi. Cuối cùng tôi đã công khai tuyên bố chấm dứt hợp tác với ông Andrei. Đấy, nên là anh chị nào mà đầu tư với ông, với CRU, mà nếu như các anh chị chưa có giấy chứng nhận cổ phần thì các anh chị phải thông báo với công ty, đúng không ạ? Các anh chị sẽ không trực thuộc quỹ của Capital mà các anh chị sẽ làm việc với công ty. Đó là RS, tự nhiên cái câu RSW hay sao ấy, em quên mất rồi. Là cái gì anh Công nhỉ, em quên mất rồi. Tự nhiên những cái quỹ đấy giờ em chả nhớ. Em chỉ tập trung mỗi là dưới Capital thôi. Và cuối cùng tôi đã công khai chấm dứt hợp đồng với Andrei. Anh ấy đã đảm nhận một số dự án của riêng mình, thì ông ấy quay ra ông đi làm là khai thác kim cương này, mua cổ phần cổ phiếu của các công ty khác trên sàn chứng khoán này, rồi là ông ấy đầu tư vào nhà hàng này, cũng rất nhiều thứ trên đời dưới bể lắm, đúng không ạ? Và đến bây giờ thì không thấy nỗi nữa rồi. Trước đây thì cạnh tranh với chúng ta nhưng bây giờ thì không còn nỗi nữa. Và ông ấy đã sử dụng cái công nghệ của chúng ta để huy động vốn trái phép. Thậm chí anh đã tạo ra tiền điện tử của riêng mình, còn lại còn sử dụng tên của tôi trong đó, mặc dù tôi không liên quan gì cả. ERSW.com đó, cái đấy. Thì những người nào mà đầu tư CRU thì sẽ về cái quỹ này, chứ không phải về quỹ cái giấy Capital, đúng không ạ? Đó là lý do tại sao mà ông chấm dứt. Sau đó anh ta đã bị bắt vì điều đó. Thì cái lúc này thì ông Andrei đã bị kiện vì cái gì ở bên Ấn Độ, em nhớ. Tiếp theo, tôi không theo dõi số phận anh ta nữa. Rõ ràng chúng tôi đã chia tay một cách kịp thời. Cái thời điểm đó mọi người cứ chửi bọn em, cứ bảo là hai quỹ là giống nhau, huy động vốn cho nhau rồi thế này thế kia. Em nói là nó không liên quan gì đến nhau hết. Và rất nhiều người làm ở CRU thì đã nói rằng là những leader bên Sayway Capital đã nói xấu họ. Và em bảo là kiểu gì mà làm phạm luật thì kiểu gì chả chấm dứt hợp đồng. Tại vì những người làm việc với ông Unity sai phạm, làm thất thoát tiền đều bị sa thải. Yeah, mà chính xác thật. Bài học cuộc sống đã dạy cho tôi cũng những linh tính ấy. Nhưng Andrei đương nhiên đã có những đóng góp nhất định, có nghĩa là ông ấy cũng vẫn công nhận ông Andrei có những đóng góp nhất định với doanh nghiệp của mình, đúng không ạ? Anh ấy đã tạo ra một mạng lưới các nhà đầu tư khổng lồ vận hành trên các nguyên tắc tiếp thị hệ thống, đúng không ạ? Tất cả những điều này đã giúp cho chúng tôi rất nhiều. Nhờ đó
họ đã nhận được những quyền lợi sở hữu cổ phần của doanh nghiệp, của công nghệ. Một mạng lưới tương tự khác đã được tổ chức bởi lãnh đạo cái ông F. Gany, cái ông giám đốc bây giờ ấy, cái tổ chức cái quỹ đất Lucy bây giờ là một trong những cái quỹ mà gọi là kinh doanh hiệu quả nhất, anh chị nhé. Tôi cũng tin chắc rằng ông giám đốc của chúng ta bây giờ là có một cái gọi là gì, cái tinh thần rất cao cả. Hàng trăm ngàn người đã theo bước tôi, có nghĩa là chúng ta bây giờ hiện tại quỹ của chúng ta đang có hàng triệu nhà đầu tư là tin tưởng ông chủ tịch và đang ủng hộ ông chủ tịch. Và em Thơ có nghe được một cái câu nói như thế này, khi mà hỏi công ty rằng là như nào nhỉ, nếu như chúng ta sẽ huy động vốn hết cho chúng ta chỉ huy động vốn cho mình UST hay là chúng ta còn huy động vốn cho đơn vị khác nào khác, thì anh ấy mới nói rằng là chúng tôi đã ký hợp đồng huy động vốn cho Unitki. Khi nào mà ông Unitki không cần nữa, có nghĩa là sắp hết giai đoạn mà gọi là đủ tiền rồi, không cần phải huy động vốn nữa, thì cái quỹ của chúng ta sẽ huy động vốn cho các doanh nghiệp khác. Rất nhiều doanh nghiệp đang mong muốn doanh nghiệp của chúng ta huy động vốn cho họ, nhưng mà họ từ chối, họ nói là khi nào mà UST hoàn thành thì họ mới gọi cho quỹ khác. Vì thế nên là những anh chị nào mà đang làm việc với UST, hãy tập trung đi. Tập trung vào thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống mạng lưới lớn để chúng ta thừa kế cho con cháu, không hết việc các anh chị nhá. Đừng có lo hết việc, đúng không ạ? Bây giờ thì mọi thứ đều rõ. Nhưng ngày ấy tất cả họ chỉ đơn thuần là tin tưởng tôi, điều mà tôi vô cùng biết ơn họ. Đấy, ông chủ tịch nói như thế. Tất cả biết đều là những người tin tưởng ông ấy và ông biết ơn các anh chị đấy, đúng không ạ? Và trong thời điểm Covid thì ông nói rằng là Việt Nam là xương sống của doanh nghiệp. Tại vì ở các thị trường khác hầu như họ còn không có cả ăn, nhưng mà thị trường Việt Nam mình thì vô cùng bùng nổ, đúng không anh chị? Chiếm tới 6% thị phần vốn hóa hàng tháng đưa về doanh nghiệp cơ mà, đúng không ạ? Và bây giờ là đến cái việc là xây dựng Eco Technobuck, trung tâm phát triển, thẩm định và chứng nhận quốc tế cho vận tải đường dây. Những người mua qua quỹ Invest Group thì sau này là cổ đông và hưởng cổ tức quỹ khi không có em. Có, nhưng mà nó ở quỹ khác, không phải ở quỹ của mình. Nó là ở quỹ GSWK đấy. Còn ở chúng ta là SWC, đúng không ạ? Những năm 2015 thì ông ấy đã nhận được một mảnh đất là 40 hectare. Và ông ấy nói rằng là tôi đã đứng một mình trên bãi tập cũ xe tăng. Khi mà em đọc cái đoạn này em khóc nha anh chị nha. Lần đầu tiên em đọc em khóc nức nở luôn ấy. Tôi đã đứng một mình trên bãi tập xe tăng cũ, nơi cỏ trắng mọc lên nỗi. Và đã nghĩ rằng đây là lần thử cuối cùng trong đời mình. Nước mắt tôi trào ra, tôi ngửa mặt lên trời và thốt lên: trời ơi, con phải làm sao? Hãy giúp con, hoặc ít nhất là soi sáng cho con. Các anh chị đúng không ạ? Một mình đứng bơ vơ ở cái công viên là 40 hectare, chưa có tiền, chưa có nhiều người đồng hành. Bây giờ biết làm như thế nào đây? Đúng không anh chị? Anh chị một mình, các anh chị xây một căn nhà, các anh chị có thấy khó khăn không ạ? Một mình các anh chị nuôi con, các anh chị có thấy khó khăn không ạ? Đúng không? Nhưng một mình ông chủ tịch đang phải chịu trách nhiệm với hàng trăm, hàng nghìn con người. Những cái niềm tin mà chính phủ của ông ấy đã ủng hộ, những nhà đầu tư từ những cái thời điểm 1966 đã ủng hộ ông ấy, thì làm sao đây? Một mình ông đã bị lừa 7 lần rồi, làm gì còn sức nữa? Lúc đấy 65 tuổi rồi. 65 tuổi thì tôi chỉ muốn là làm sao tôi nghỉ hưu, tôi được đi đến nơi nọ đến nơi kia để tôi hưởng thụ thôi, chứ tôi còn làm gì nữa. Nên bây giờ 74 tuổi rồi mà ông ấy vẫn không nghỉ ngơi các anh chị ạ. Chúng ta đầu tư được 1.000, chúng ta lúc nào gọi, lúc nào IPO, lúc nào có cổ tức. Nhưng mà ông ấy đang chịu trách nhiệm với toàn nhân loại này. Ông nghĩ đến nhân loại này, ông ấy nhìn thấy được nỗi đau của những gia đình mất con, mất người thân, ô nhiễm môi trường mà ông ấy phải đứng ra ông làm. Ông ấy có thể lựa chọn không cần làm mà. Ông có thể lựa chọn bán đi sở hữu trí tuệ mà. Sao ông vẫn phải làm? Vì ông nghĩ đến những người nghèo như chúng ta này. Nếu như không biết đến UST, không biết cuộc đời em đang làm gì, làm gì có thời gian mà ngồi livestream với các anh chị. Cơm còn chả có mà ăn thì lấy đâu ra mà ngồi livestream, đúng không ạ? Nên là chúng ta hãy đặt cái câu hỏi: khi IPO tôi có bao nhiêu tiền? Khi công ty đang khó khăn, đang huy động vốn, tôi ở đâu? Tôi làm gì? Mai vào khi IPO 5 đô, 10 đô sung sướng nhảy lên, nhưng có biết những lúc
chưa hoàn thành thì ông ấy đau khổ như mức độ nào không? Đúng anh chị? Đau đớn. Đúng không ạ? Đó. Nếu khi ấy lại phải chịu thất bại một lần nữa thì đó sẽ là một đòn chí mạng. Tôi trong mắt cả thế giới chỉ là một kẻ thích vẽ vời, một kẻ lừa đảo. Đấy, nếu như thất bại một lần nữa, nhận được đất rồi nhưng không làm được, không hoàn thiện thì làm sao đây? Nên ông đã rất nghiêm khắc với những kỹ sư không làm được, làm thất thoát tiền bạc của các nhà đầu tư, sa thải. Đúng không ạ? Và ông chỉ tập trung làm sao để cái công nghệ của chúng ta sớm đi nhanh ra thị trường, sớm hoạt động được, chứ không nhà đầu tư đâu có gì ạ, đâu có khả năng là chờ đợi. Đó là lý do tại sao mà chúng ta đang huy động vốn, nhưng năm 2018 ông ấy vẫn phải mua lại cổ phần cho các nhà đầu tư lớn tuổi. 5.000 nhà đầu tư thời điểm đầu tiên được phép bán lại, được phép mua gì ạ? Bán lại với cái giá là lúc đấy 1/33, ví dụ như 1.000 mình mua là 600.000 thì cái thời điểm đó mình bán được 33.000, gấp 33 lần. Đúng không ạ? Đấy. Bởi vì tôi có nghĩa vụ lớn, ông có nghĩa vụ rất là lớn trước các nhà đầu tư, tôi không thể làm họ thất vọng được. Các anh chị hãy comment cái bệnh các cái cảm xúc của các anh chị đi ạ. Đúng không ạ? À, một cái bài này thơ đã đọc hôm 8 tháng 3. Nói đùa chứ khi mà đọc cái này sao mà mình xúc động thế. Em thơ xem ông chủ tịch như người, như ông nội của em, nên ai mà nói thì em điên lắm. Như ông nội của mình, như bố của mình, mình cống hiến hết mình luôn. Mình không bao giờ phản bội người nhà, đúng không anh chị? Vậy thì xem ông ấy như một người nhà rồi thì đừng phản bội ông ấy, đừng kêu ca phàn nàn, đừng có trách móc cái gì cả. Sao mà lâu thế, đâu sao mà thế nọ, sao mà thế kia, sao mà khuyến mãi nhiều thế. Tôi cần tiền tôi mới phải kích cầu, tôi không cần tiền tôi đóng ngay lại, các bạn chẳng còn cơ hội để mua, đúng không? Đó. Tôi đã dẫn thân vào một cái con đường mà chỉ có hai lối ra, một là sống, hai là chết, một là thành, hai là bại. Đúng không ạ? Ông nói rằng tôi chỉ có hai lối ra, một là chiến thắng, hai là nhục nhã đấy ạ. Một là lên voi, hai là xuống chó. Đúng không? Một là thành công, hai là thất bại. Đó, chỉ có như thế thôi. Tôi đã 65 tuổi rồi. Ở mình 50 tuổi là muốn nghỉ hưu rồi, chả muốn làm gì nữa. Bố mình 60 tuổi nghỉ hưu rồi, ở nhà ăn thì thật dục. Nhưng ông chủ tịch vẫn phải ở Dubai, vẫn phải xa gia đình của mình, đến một cái nơi mà rất là khắc nghiệt để hoàn thành sứ mệnh của mình, để giúp cho các nhà đầu tư không bị mất bất kỳ một đồng vốn nào. Đúng không ạ? Tôi đã 65 tuổi rồi, thời gian cứ tàn nhẫn trôi đi. Chúng ta thì thấy gì ạ? Không có tiền thì thấy chết, muốn chết. À, chúng ta cứ nghĩ là tiền là vốn nhưng không phải, thời gian mới là vốn. Đúng không ạ? Tuy nhiên, tuổi tác không làm giảm khả năng làm việc của tôi. Tôi vẫn đứng dậy trước bình minh, và đi ngủ muộn, làm việc gần như liên tục. Nếu không thể làm ngưng hay quay lại được thời gian, thì ít nhất vẫn có thể quản lý được làm sao được làm được nhiều thứ nhất. Hoặc là quản lý làm sao có thể làm được nhiều thứ nhất. Cả đời tôi từ thủ ấu thơ đã sống đúng với nguyên tắc này. Đấy, cũng là ở nguyên tắc của ông ấy là luôn luôn làm việc và làm sao là hiệu quả nhất. Đúng không ạ? Tôi biết rằng mình phải làm việc chăm chỉ và liên tục. Một lần nữa tôi tuyển dụng các kỹ sư thiết kế. Một lần nữa tôi lại xây dựng, trình diễn các hệ thống vận tải đường dây hoạt động thực tế. Có nghĩa là trước đây thì đã thành lập công ty và hết người này đến người kia muốn chiếm, hết muốn chiếm đến công ty rồi lại muốn chiếm đến sở hữu trí tuệ. Đúng không anh chị? Nhưng mà ông vẫn cố gắng đứng lên làm việc liên tục để tạo ra cái đường dây hoạt động như ngày hôm nay. Là quá nhanh. Người ta có rất nhiều cổ đông, rất nhiều làm một cái công việc với nhà anh chị thành lập doanh nghiệp đi. Thì các anh chị chỉ cần tìm sản phẩm tốt và tìm một người có chiến lược tốt là chúng ta làm việc được với nhau rất chi là dễ. Nhưng mà ông chủ tịch thì sao? Ông là người thiết kế, là một người thi công, là một người vận hành doanh nghiệp. Có rất nhiều người chỉ học thôi, họ đến làm tối ngày đầy công thôi. Làm thì có tiền, không làm thì thôi. Họ không thể tập trung 100% giống như ông ấy được. Họ không xem
những cái công nghệ của ông ấy, những cái ý tưởng của ông ấy là những cái đứa con mà ông rất ruột địa ra, thì người ta làm sao mà hiểu được những cái nỗi đau, những cái lo lắng, những cái trăn trở của ông ấy, đúng không anh chị? Đó. Và ông ấy đã xây dựng được và đến bây giờ nó là hoạt động thực tế, đề xuất và vạch ra các dự án khả thi. Có nghĩa là bây giờ là chúng ta đã đưa ra các đề xuất và các cái dự án là hoạt động khả thi ở tại Dubai đấy ạ, đúng không ạ? Trực quan hóa những gì mình nghĩ, có nghĩa là thực tế hóa những gì mình nghĩ, những gì mình nhìn thấy mình đã làm cho nó thực hiện được. Cho các nhà đầu tư thấy rằng tôi đang làm tốt, tôi đang dùng tiền của các anh chị đúng nơi đúng chỗ và hiệu quả từng đồng từng hào. Nên đừng bao giờ hỏi sao lâu thế. Đúng anh chị? Chúng ta sinh một đứa con 5 năm mới nó biết nói, mới biết đi vững thôi. Bắt đầu là mới cho đi học, hết năm lớp 5 tuổi là mới cho đi lên lớp 1 rồi bắt đầu mới nhàn một tí, ăn cơm mới không đánh rơi thôi. Mới biết nói rõ thôi, mới sai được việc thôi, còn 5 năm trước chưa làm được cái gì hết. Đúng anh chị? Chúng tôi bắt đầu xây dựng ngay cả trước khi có giấy phép. Có nghĩa là khi mình nhận được cái chưa có giấy phép là đã xây dựng rồi. Và ông nói rằng là các cái bộ máy chính quyền nhà nước nó lạc hậu lắm, cầu mong cho họ làm chậm chậm một tí, chứ không cái tư duy tầm nhìn của họ chưa có họ ra họ lại cản trở, nên là họ phải làm thật nhanh khi chưa có giấy phép. Không được lãng phí dù chỉ một ngày hay là một đồng nào hết. Đồng thời chúng ta ơi đưa ra những cái tin tức về quá trình xây dựng công trình qua Internet, có nghĩa là bắt đầu là huy động vốn qua Internet đó các anh chị. Và trước khi mà đầu tư qua Internet và huy động vốn qua chương trình crowdfunding thì 3 năm liên tục là ông nó phải xách hồ sơ đi đến tất cả những các cái cơ quan công quyền, những cái doanh nghiệp để ông ấy đã làm gì ạ? Để kêu gọi vốn rồi. Nhưng mà không phải tỷ phú nào, triệu phú nào, doanh nghiệp nào cũng có khoản tiền dư. Tại vì họ có tiền họ sẽ nghĩ đến đầu tư. Ngay cả anh Phạm Nhật Vượng, anh có nói rằng là mỗi lần tôi đi ra ngoài tôi làm gì có đồng nào, tiền ăn, tiền uống cà phê tôi còn mượn người lái xe cơ mà. Thế thì ông chủ tịch của chúng ta phải tận dụng làm sao triệt để nhất có thể, đúng không anh chị? Chúng tôi hiểu ra rằng công trình này sẽ không nằm ngoài tầm mắt của chính quyền. Có nghĩa là khi ông ấy xây dựng thì kiểu gì chính quyền cũng đến. Giống như chúng ta xây một cái nhà, chính quyền đến rồi anh có giấy phép xây dựng chưa? Tôi cho xây dựng 3 tầng thôi, bây giờ muốn xây dựng đến 5 tầng, 6 tầng phải đút thêm tôi vài chục triệu. Đúng không anh chị? Cũng là cần tiền đấy. Ở bất kỳ đất nước nào cũng thế. Đúng không ạ? Và nếu muốn, họ có thể chấm dứt mọi thứ. Đúng không ạ? Nếu như chính quyền vào cuộc, họ không thích, họ là tôi không thích, tôi chấm dứt, tại vì họ có quyền. Họ là những người gì ạ? Có chức, có quyền, họ có thể chấm dứt bất kỳ khi nào. Đúng không? Chúng tôi chủ định rằng qua Internet, trong một số những người biết tới dự án sẽ có những người hiểu biết về tầm quan trọng của sự nghiệp này. Chúng ta đi ạ. Chúc mừng chúng ta đi ạ. Các anh chị hãy thả thật nhiều tim. Hãy thả thật nhiều số 3 đi. Số 3 là tình yêu đi. Hãy thả thật nhiều tim vào số 3 để chúng ta chúc mừng cho chính chúng ta là những cái con người hiểu biết, những người có tầm nhìn, những người đang ủng hộ dự án và những người giàu có trong tương lai bền vững thực sự. Đúng không ạ? Các anh chị hãy thả nhiều tim và nhiều cái con số mà các anh chị yêu thích. Số 3 đi, em thích con số 3. Số 3 là số của trái tim, số của tình yêu. Đúng không ạ? Hoặc ngược lại, sẽ có một số người không quan trọng hoạt động của chúng tôi. Đấy, chúng ta ở Việt Nam có rất nhiều người vẫn nói rằng là đa cấp lừa đảo, vẫn nói rằng là hoang tưởng, vẫn nói rằng là miền vông, vẫn nói rằng là đi dưới đất còn chưa hết thì làm sao đi trên trời, đúng không ạ? Nhưng mà thế giới hiện đại thì chúng ta biết rồi, xã hội càng hiện đại thì nhu cầu của con người đòi hỏi mọi thứ càng phải được nâng cao, càng phải đảm bảo hơn, đúng không anh chị? Trước đây em thơ chỉ mong là gì ạ? Đủ ăn thôi đã hạnh phúc rồi. Nhưng đến bây giờ thì em thơ muốn là ăn phải ngon, ăn phải ăn nhà hàng 5 sao, ở phải ở khách sạn 5 sao. Bây giờ em thơ đi du lịch không ở Vinpearl thì ở Mường Thanh, hoặc là ở resort, chứ không phải là ở nhà nghỉ. Đúng không anh chị? Thì chúng ta phải nghĩ xem, xã hội hiện đại nó có yêu cầu không ạ? Trước đây mặc bộ quần áo 100.000 được. Em nhớ là ngày xưa em đi làm trong Sài Gòn mua có 10.000 rồi, 5.000, 10.000 một cái áo. Xong bắt đầu là thị trường khủng hoảng rồi, thị trường lạm phát, đúng không ạ?
Rồi đến lúc ăn cơm thì chẳng đủ no, chỉ mong ăn no thôi. Chứ bây giờ là dùng toàn thực phẩm chức năng. Đây, ai mà dùng hấp la rồi thì biết đây là Natura Quốc. Đúng không anh chị? Còn những người không thích thì vẫn che bình thường mà. Chúng tôi hy vọng vào sự chậm chạp của bộ máy chính quyền. Chúng tôi hy vọng là những người đã biết chậm chậm một chút để tôi có kịp thời tôi làm. Chúng tôi hy vọng vào sự may mắn. Đó. Hoặc là ông ấy, tôi hy vọng là ui chính quyền ủng hộ. Tôi hy vọng là chúng tôi may mắn, chúng tôi hoàn thành sớm để nó có thể ra thị trường sớm hơn, để tôi có lợi nhuận cho cái nhà đầu tư. Đúng không? Tất cả những cái khoản tiền đến từ các quỹ ngay lập tức được chúng tôi đưa vào sử dụng. Ngày lúc đấy là huy động crowdfunding ở đấy, bắt đầu là có tiền ở trên các quốc gia khác đã ủng hộ đấy. 2016 triệu tâm ấy ủng hộ 25 đô mỗi tháng. 200 đô trả góp. Cứ có 25 đô rồi. Thì đầu tư thử mà, đầu biết qua Facebook thôi các anh chị. Triệu tâm hãy dành cho triệu tâm số 1 đi các anh chị, số tiên phong đi. Số 1 là số tiên phong. Chúng ta 71 anh chị hãy dành thật nhiều số 1 cho bạn Triệu Tâm, đúng không ạ? Chúng ta hãy cảm ơn Triệu Tâm. Nhờ có Triệu Tâm mà chúng ta biết đến cơ hội này, đúng không anh chị? Kể cả em thơ, các anh chị có biết qua em thơ thì cũng phải nhờ Triệu Tâm hết. Chúng ta phải biết từ những người đầu tiên mang đến cho chúng ta cơ hội, mang đến cho chúng ta may mắn. Và nếu như bạn ấy không kiên trì thì ngày hôm nay làm gì có, đúng không anh chị? Nếu như bạn ấy không phải là một người giỏi, bạn Triệu Tâm là người học Đại học Bách Khoa nha các anh chị nha, nên bạn ấy rất giỏi về công nghệ, bạn ấy phân tích. Các anh chị có thể chưa được làm việc với bạn Triệu Tâm, nhưng em thơ là những người làm việc. Và bây giờ bạn Triệu Tâm chỉ làm việc với những top expert thôi, nên là các anh chị sẽ không được gặp nhiều bạn ấy. Hoặc là thỉnh thoảng bạn ấy có thể đi thị trường để hỗ trợ, nhưng mà chúng ta vẫn phải biết ơn, vì nhờ có những cái thông tin từ bạn ấy, bạn em mới có kiến thức để giúp đỡ các anh chị, đúng không ạ? Tất cả những khoản đầu tư đến những cái quỹ hoạt động, ví dụ như là GSW này, rồi CGU này, đúng không ạ? Rồi là SWC này, đó là những cái quỹ huy động vốn trên toàn cầu. Thì khi mà tiền đã đưa vào cho ông chủ tịch, và ông chủ tịch đã gì ạ? Thí nghiệm, đúng không ạ? Xây dựng trung tâm thử nghiệm sản xuất, đúng không ạ? Thì chúng ta đã xem biết ở trong cái tài khoản rồi, và bây giờ là sản phẩm chúng ta là đi ra thị trường để thương mại rồi, đúng không? Được chúng tôi đưa vào sử dụng ngay lập tức, dù sao vẫn thiếu. Dù sao thì tiền vẫn thiếu. Cần phải tăng đội ngũ thiết kế. Ví dụ như là chúng ta cần tiền này, làm như nào để là có tiền rồi, bây giờ phải tuyển thiết kế để về nó sẵn. Họ thiết kế cái vỏ làm sao cho nó đẹp, cái đường ray làm sao cho nó bền, đúng không anh chị? Đâu phải là chúng ta xây dựng, xây cái nhà là 100%, cái nhà nào nó cũng chuẩn như 100% đâu. Có cái nhà thì nó lún này, có cái nhà thì hỏng nhà vệ sinh này, có cái nhà thì nó bị nứt tường này, có những cái nhà thì nói chung là đủ các thể loại trên đời. Thì cái đường ray của chúng ta cũng thế, có lúc thì trộn cát nó không kết lại với nhau, nếu một đường ray của chúng ta nó bó nó không thành, vặn nó không chặt chẳng hạn, thì nó đâu có thành cái đường ray, nó đâu có phải là nó bền vững. Rồi chúng ta nghiên cứu về cái lĩnh vực giao thông vận tải, nó liên quan đến tính mạng của con người. Nó đâu phải là nó như phải cái bánh nào bị nhào nặn rồi là gì nướng rồi ăn méo cũng được, tròn cũng được, đúng không anh chị? Không phải là 100% là cái gì nó cũng tròn. Đó. Nên là ông ấy nói rằng là dù sao thì vẫn thiếu tiền, chúng ta cần phải gì tăng đội ngũ thiết kế, nhưng không lấy đâu ra tiền để trả cho họ. Gọi là tuyển được kỹ sư rồi, nhưng mà vấn đề là người ta làm việc cho mình lại không có tiền để trả cho họ. Đấy, thậm chí cả với những người đã từng đi cùng ông ấy, các nhân viên vài tháng liền không nhận được lương. Nếu như các anh chị, có rất nhiều anh chị nói rằng là ôi giời ơi, đầu tư làm gì, đi làm công nhân đi, đủ ăn là được rồi. Nhưng nếu như công ty gặp khủng hoảng, các đơn hàng của công ty bị chậm, khách hàng nợ công, doanh nghiệp không có tiền để trả lương cho nhân viên, các anh chị có tồn tại, các anh chị có ở đấy để phát triển không, các anh chị ở đấy là làm việc không? Đúng không ạ? Các anh chị trả lời cho em biết, nếu như không được trả lương trong vòng 3 tháng, các anh chị có làm việc không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì ở đây cũng có những ông nói này, có một số người thì không nhận được lương thì họ đã không chịu được và họ bỏ đi. Có một số người thì hiểu và ở lại. Theo ông ấy, là những người hiểu được điều mà người khác chưa có hiểu được. Có nghĩa là rất nhiều người cũng hiểu được là cái công nghệ của chúng ta nó ra đời thì nó sẽ giúp cho đất nước phát triển như thế nào. Có là những người cũng lòng yêu nước, cũng như người có những người yêu công nghệ mà họ ở lại đấy. Mặc dù
có thể tôi đánh giá hơi cao về họ. Đấy, có nghĩa là những người ở lại thì ông ấy vẫn đánh giá là cao. Nhưng mà ngay cả bây giờ khi chúng tôi có những thành tựu đáng kể và không ai nghi ngờ về hiệu suất của hệ thống vận tải đường dây, có nghĩa là đến bây giờ thì đường dây của chúng ta đã ra đi ra thị trường rồi, có rất nhiều người vẫn chưa tin tưởng, đúng không ạ? Thì họ không hiểu được về đường, nhiều người vẫn không hiểu tại sao cần phải thay đổi thứ gì đó, bắt đầu tranh luận trên tinh thần là việc đó chẳng gì liên quan đến mình. Giống như thế là chúng ta thì gọi là chung tay góp sức ủng hộ ông Unity, cái ý tưởng, cái công nghệ chúng ta ra đời để cho người thân, người quen của chúng ta có tham gia trên phương tiện giao thông cũng không bị gây tai nạn giao thông, đúng không? Không bị gặp vấn đề gì khi mà tham gia phương tiện. Nhưng mà rất nhiều người kệ, chả liên quan đến tôi, ai chết chết kệ. Nhưng mà lỡ con của mình thì sao? Bố mẹ, anh chị em của mình thì sao? Chúng ta có đặt mình vào vị trí như thế không? Chúng ta đi ra đường, chúng ta gặp một người bị tai nạn, chúng ta có dừng xe, chúng ta đỡ họ không? Nếu như cái vị trí đó là mình, thì nếu như mà mình thấy người ta mình không đỡ người ta dậy, thì thế thì mình bị như thế, ai là người đỡ mình dậy? Không cho thì không nhận, đúng không anh chị? Không gieo thì không gặt, không giúp đỡ người khác thì khiến lý do gì người khác giúp đỡ mình, đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta phải đặt vị trí của người khác vào vị trí của mình, vị trí của mình vào vị trí của người khác, để chúng ta thấu hiểu được nỗi đau mất mát người thân người quen, đúng không ạ? Có vẻ họ không biết rằng phải đi trước kẻ thù một bước. Đấy, bản thân họ không muốn thay đổi và trở nên tốt hơn. Những người đấy là những cái con người mà an phận, ông giao cho tôi việc gì tôi làm, tôi kệ, đúng không ạ? Nên là yêu cầu các anh chị nào mà đang muốn trở thành triệu phú đô la, tỷ phú đô la thì nghiêm túc làm việc đi nha chị Doãn Thúy, cô Ngô Nhung, đúng không ạ? Bằng nữa, ăn ít một chút cũng được, làm việc vất vả một chút cũng được. Những năm tháng chúng ta đang có chịu khổ được, chúng ta chịu khổ cùng ông chủ tịch đi, nhưng 1-2 năm nữa IPO rồi, muốn mua cũng không mua được, muốn đầu tư cũng không có cơ hội để đầu tư. Nên là bây giờ thay vì giải thích với những người không chịu hiểu, chúng ta mua đi, mua thật nhiều lên cho em, giàu đi, giàu cách biệt chúng nó đi, để sau này chúng nó mình muốn ngoái lại chúng ta cũng chả thấy. Nó không đau có chửi chúng ta cũng chả cần phải nghe, đúng không ạ? Người nghèo hay chửi người giàu là tham lam độc ác lắm, nhưng mà người ta chia sẻ cho cơ hội thì có đón nhận đâu, đúng không? Sẽ có những người nói em là ích kỷ, giàu có rồi không giúp người ta, nhưng không phải, giúp phải đúng lúc đúng nơi đúng chỗ. Em từng giúp rất nhiều người, nhưng vì người ta thấy mình dễ quá, họ lại lợi dụng lòng tin, đến lúc mình không giúp họ nữa là họ chửi mình. Bây giờ chẳng chơi với ai nữa. Ai chơi mình chơi, mình không chơi mình chả cần, mình có ông chồng tuyệt vời rồi, không cần, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có một cộng đồng chất lượng thì chúng ta sẽ giúp đỡ nhau đi lên được, đúng không anh chị? Làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Ông chủ tịch nói rằng hãy phấn đấu để thay đổi tốt hơn, hãy làm việc chuyên nghiệp để hiệu quả hơn các anh chị nha, để xứng đáng với cái danh là gì, triệu phú đô la, tỷ phú đô la chứ, chứ ăn ké mãi như thế à, đúng không ạ? Sau khi chúng tôi khẳng định được tính khả thi của ý tưởng, trình diễn một số tổ hợp vận hạ tầng vận tải, phần lớn mọi người đều bối rối. Khi mà chúng ta chưa đi sang Belarus thì chúng ta cảm thấy là chẳng biết là có thực hiện được hay không. Rồi cái thơ nó nói thế thì không biết là có phải hay không, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như các anh chị sang thì các anh chị phải khóc. Đến cổng thôi các anh chị đã la hét om tối rồi, anh chị khóc vì xúc động rồi. Trời ơi, đầu tư 1-2 nghìn đô, vài chục nghìn đô, 100 nghìn đô mà cứ đòi hỏi là muốn có tí nọ tỷ kia, đô triệu nọ triệu kia, đúng không anh chị? Thế nên ông nói rằng là mọi người đều bối rối khi mà công nghệ của chúng ta thành công. Và bây giờ chúng ta hãy chúc mừng cho công nghệ của chúng ta đi ạ. Chúng ta hãy ăn mừng một cách gì đó đi ạ. Hãy ăn mừng, thả thật nhiều tim đi ạ. Thật nhiều yêu thương ông chủ tịch đi ạ. Tại vì doanh nghiệp của chúng ta đã gì ạ, tiến ra thị trường rồi. Và các anh chị biết rằng sinh một đứa con, nó lớn lên, nó xây dựng được sự nghiệp, nó hạnh phúc, đó là thành công của cha mẹ. Thì doanh nghiệp của chúng ta, những đứa con đầu tiên của chúng ta đi ra thị trường thương mại rồi, xây dựng ở một đất nước giàu có rồi, con của chúng ta, con gái của chúng ta lấy một anh chàng tỷ phú, các anh chị có sung sướng không? Hả? Các anh chị, con của chúng ta hạnh phúc, các anh chị sung sướng không? Vậy thì doanh nghiệp của chúng ta đi ra thị trường mà cái đất nước giàu có bậc nhất thế giới, người ta đỡ đầu công nghệ của chúng ta rồi, thì lấy lý do gì chúng ta không hạnh phúc? Chúng ta không tự tin lên mà chúng ta làm,
người ta không mua đi, đúng không anh chị? Đấy, hóa ra tầm nhìn của họ trong nhiệm vụ chỉ là xây dựng một tuyến đường nào đó thôi. Có rất nhiều người ấy, rất nhiều kỹ sư ấy, họ chỉ cần nói à tôi làm cho nó hết việc thôi, tôi làm cho cái nhiệm vụ của tôi nhận được lương như thế này là tôi chỉ làm như thế này thôi, đúng không? Nhưng họ chưa có ý thức được rằng công nghệ này ra đời sẽ giúp cho họ trở nên gì? Hạnh phúc. Họ chính là những người anh hùng, đúng không ạ? Khi mà người khác chưa nhìn thấy, ông chủ tịch đã dạy cho họ cách làm. Khi mà công ty khó khăn, khi công ty mới bắt đầu xây dựng thì họ đã là những người có công ủng hộ và đóng góp công ty rồi, đúng không ạ? Giống như chúng ta, rất nhiều người nghĩ rằng là ôi trời ơi anh chị ơi, em phải đi kiếm công việc khác để em có tiền, em có thu nhập để em nuôi sống vợ con, không thì em chết đói à. Thế anh chị làm ở đây, anh chị có khách hàng, anh chị không có tiền à, đúng không? Nên chúng ta hãy gì ạ? Tự tin vào doanh nghiệp của mình đi, hãy tập trung đi. Các anh chị sẽ nhận ra được rất nhiều giá trị của doanh nghiệp chúng ta, đúng không ạ? Hóa ra, ông chủ tịch nói rằng là phần lớn mọi người đều bối rối, đúng không? Thì ông nói một câu nữa này: hóa ra tầm nhìn của các kỹ sư chỉ là gì? Xây dựng một tuyến đường nào đó thôi, rồi cho chiếc xe nào đó đi lên trên thôi. Nó là họ chưa tưởng tượng ra ở trong đầu rằng à, tôi tạo ra một đường ray, tôi đưa những cái phương tiện của chúng ta ở trên đó, sau đó cho thương mại ra toàn cầu, chứ không phải thương mại ở một nước, đúng không ạ? Đi được rồi đấy, ông chủ tịch nói rằng là đi được rồi đấy. Những điều mà đáng nhẽ đã diễn ra sau đó vẫn còn là bí ẩn với họ. Có lẽ rất nhiều người vẫn chưa nhìn thấy, học về kỹ sư, học về thiết kế, học về công nghệ đấy, nhưng mà chưa biết gì hết, vẫn đang ngơ ngác lắm các anh chị ạ, đúng không ạ? Giống như các anh chị làm việc ấy ạ, các anh chị làm việc, các anh chị nghĩ là tôi giới thiệu một hai người để tôi kiếm hoa hồng ấy, thì các anh chị chỉ là một những cái gọi là những người môi giới thông thường thôi. Còn những anh chị nào ăn cũng nghĩ đến nó, ngủ cũng nghĩ đến nó, đi đâu cũng nghĩ đến nó, thì các chị mới làm việc cường hực giống như em này, đi du lịch cũng phải kiểu gì cũng phải đến, tức là kêu gọi mọi người là tập hợp nhá, thơ đến đây rồi, anh chị gặp em đi, đúng không ạ? Kêu gọi hào hứng như thế, đi đến bất kỳ nơi đâu cũng hỗ trợ được người khác đó. Và nhiều người thấy đường ray chạy rồi, thấy con tàu chạy rồi, vẫn còn rất chỉ là bỡ ngỡ, vẫn còn ngơ ngác và vẫn chưa tin được rằng ôi dồi, nó có thể chạy được hay sao. Một cái con tàu to như thế mà đặt trên cái đường ray cũng chạy được hay sao, cái dây bé tí cũng chạy được hay sao. Rất nhiều người chưa nhìn thấy, chưa tưởng tượng ra được, anh chị ạ, đúng không ạ? Mọi người liệu có vội vàng mua những hệ thống mà thực tế chỉ là nguyên mẫu hay không? Đó là người ta đặt những cái câu hỏi, vì như rất nhiều người, các anh chị biết rằng là Dubai nhá, năm 2019 họ đã ký, 2018 là mua đất một giai đoạn, 2000 và bắt đầu tháng 10, đúng không ạ? Tháng 10 chúng ta bắt đầu là xây dựng tại UAE, cấp đất và được xây dựng tại UAE. Và nhiều người kỹ sư vẫn chưa tưởng tượng rằng là à, có thể thương mại được UAE đấy. Lúc đấy sản phẩm chúng ta còn chưa được chứng nhận cơ mà. Nhưng mà mới chứng nhận mấy 2019-20 chúng ta mới chứng nhận được là 16 mẫu tàu thôi mà. Bây giờ chúng ta có thể sản xuất đồng loạt trên toàn thế giới được cơ mà, đúng không anh chị? Chưa thể tưởng tượng được, nhưng bây giờ thì sao ạ? Đã chạy được rồi, đúng không ạ? Vì sự thiếu hiểu biết như vậy về một số vấn đề cơ bản, và là những cái vấn đề cơ bản mà chúng ta đâu có tưởng tượng được, chúng ta đâu có nhìn thấy, đúng không? Mà tôi phải tự tay sa thải một số nhân viên. Có nghĩa là họ không ý thức được rằng chúng ta đang tạo ra một tổ hợp, chúng ta xây dựng trên toàn thế giới. Là ông bắt buộc ông phải sa thải những người mà không làm được việc hiệu quả thôi. Vì không làm việc hiệu quả, ai là người trả lương? Chúng ta là người góp vốn vào cho ông trả lương, đúng không ạ? Thế thì nếu như không làm việc hiệu quả, ai mà làm việc không hiệu quả, các anh chị có giữ lại không? Tốn cơm, tốn gạo, tốn tiền, không làm được việc, giữ làm gì, đúng không ạ? Chật chỗ, sa thải đi, đón người khác về, đúng không ạ? Lần nào cũng thật nặng nề với tôi. Có nghĩa là mỗi lần mà ra quyết định như thế thì thật khó khăn với ông ấy đấy. Cũng giống như chúng ta chơi với ai đó mà khi chúng ta phải vì một chuyện gì đó xảy ra mà chúng ta phải nghĩ chơi với họ, chúng ta có buồn không? Người nào mà chúng ta đang tin tưởng, chúng ta kỳ vọng mà họ làm một cái điều gì đó chúng ta không hài lòng, chúng ta phải từ bỏ họ, chúng ta có buồn không? Rất chỉ là buồn, đúng không ạ? Vậy thì ông chủ tịch cũng thế, cất công nuôi dưỡng họ, chỉ bảo họ, cầm tay chỉ việc giúp cho họ, mà họ đâu có nhận ra, chỉ đành phải sa thải thôi, đúng không ạ? Vì thiệt hại ai chịu? Ông kia ông chỉ biết đi làm thôi chứ, còn thiệt hại là ông chủ tịch chịu chứ, đúng không?
Thì ông nói rồi, nếu như không thành công thì một là gì? Thất bại, hai là nhục nhã. Một là thành công, hai là nhục nhã, đúng không ạ? Thế thì bây giờ bắt buộc phải sa thải. Lần nào tôi cũng chờ đợi sự thay đổi, lần nào tôi cũng chờ đợi sự thay đổi từ họ đấy. Cũng giống như chúng ta lấy chồng ấy, chúng ta cứ kỳ vọng vào người chồng, chồng tôi là tuyệt vời, chồng tôi đi kiếm tiền, chồng tôi yêu thương vợ con. Nhưng nếu một ngày nào đó họ không yêu mình cứ chờ họ thay đổi, họ có thay đổi không? Bản thân mình phải thay đổi, và ông chủ tịch phải thay đổi, làm việc nhiều hơn thì mới người ta mới dạy cho người ta được, đúng không ạ? Và chịu đựng, mỗi lần như thế ông lại chịu đựng và chờ đợi sự thay đổi. Giống như gia đình rơi vào bế tắc ấy nhỉ, cứ chờ người vợ hoặc người chồng thay đổi, mãi chẳng thay đổi, phải ly hôn. Thì đây cũng thế, làm không được thì phải sa thải, thì giống như ly hôn, đúng không? Có thể nói là tới giây phút cuối cùng, chịu đựng tới những giây phút cuối cùng. Ngay từ ban đầu, tôi hoàn toàn tin tưởng vào nhân viên của tôi một cách vô điều kiện. Nhưng dần dần, khi bản chất bị bộc lộ ra, tôi lại bị đẩy vào, đẩy tới sự hoài nghi toàn diện. Quân Hà, khi mà ông gặp thơ thì ông tin tưởng thơ tuyệt đối chẳng hạn, nhưng mà thơ lại nói thôi, thơ không làm được. Thế thì ông chả thất vọng à? Ông chả phải hoài nghi liệu là mình tin tưởng cô ấy là có đúng hay không? Liệu cô ấy có làm việc vì mình hay không? Liệu cô ấy làm việc có kết quả hay không? Ví dụ như thế, đúng không? Hoặc là ông tin tưởng vào Việt Nam, mà Việt Nam, tôi tin tưởng vào Việt Nam năm nay mang lại cho tôi 100 triệu đô để tôi xây dựng ở UAE, mà chả thấy nhà đầu tư Việt Nam nào đầu tư. Có buồn không các anh chị? Buồn thì bây giờ chờ đợi mãi không được thì phải nghĩ cách thôi chứ. Bán đứt giai đoạn 15 đi cho Việt Nam khỏi mua, thế là hết cơ hội, đúng không ạ? Lần đầu gặp gỡ, tôi nhìn nhận một con người như một tờ giấy trắng. Cũng giống như khi chúng ta yêu ai, chúng ta tin tưởng tuyệt đối. Không quan trọng người khác nói hay viết gì về họ, bởi điều đó có thể là từ những kẻ thù địch. Giống như khi chúng ta sống tốt mà một người nào đó nói xấu chúng ta ấy, thì chồng của mình vẫn phải tương tự mình và bảo vệ mình chứ, đúng không ạ? Hằn học với anh ấy, điều mà ai cũng gặp phải. Đó, chúng ta chơi rất tốt với mọi người, chúng ta vẫn bị người khác nói xấu là chuyện bình thường. Nhưng mà ông ấy không tin vào cái người nói xấu mình, mà ông tin vào mình nè, đúng không? Tôi suy đoán về người khác trước mặt, tôi cũng cố gắng không đưa ra bất kỳ một cái thành kiến nào. Mà tôi đánh giá qua lời nói, hành động, việc làm và cả những suy nghĩ sớm muộn gì cũng xuất hiện trong giao tiếp. Có nghĩa là khi mà trong giao tiếp thì người ta nói rồi, nghĩ gì thì nói đó. Nói rồi thì hãy hành động, đúng không ạ? Hành động thì tạo ra kết quả. Nên là ông ấy là tôi không suy nghĩ gì cả, vì sớm muộn rồi trong giao tiếp, trong công việc nó sẽ diễn ra thôi, đúng không ạ? Mỗi người sẽ tự vẽ nên cho mình một chân dung của bản thân. Các anh chị là một người tốt hay không tốt thì cuộc sống, thì thời gian nó sẽ trả lời các anh chị là người như nào. Cũng giống như Thủy Mai rất là tin tưởng, khi mà thị Sài Gòn rất nhiều người đi làm sân sàn thì Thủy Mai vẫn trung thành với UST, đúng không ạ? Là một con người rất chi là già, là kiên trì, một con người gọi là rất chi là trung thành, đúng không ạ? Đó là chân dung của Thủy Mai, đúng không ạ? Với những nét riêng biệt, có người thì dễ, người sống tốt thì mặt lúc nào cũng tươi cười hớn hở, đúng không? Thì ông nói là nên trên tờ giấy trắng kia, có nghĩa là khi mà ông ấy tin tưởng mọi người tuyệt đối như một tờ giấy trắng ấy, thì mọi người vẽ lên đấy là màu đen hay là màu gì đó, đúng không ạ? Người thì màu trắng, người thì màu đen, người thì càng ngày càng nhiều màu sắc tươi sáng. Có người thì sao ạ? Màu đen trên tờ giấy, màu đen càng nhiều thì ông ấy sẽ gì ạ? Ngừng hợp tác. Có nghĩa là khi con người mà nói dối ấy, thì ông ấy thử không thích nữa, đúng không ạ? Tôi sẽ ngừng hợp tác với người như vậy. Điều ấy xảy ra hay không phụ thuộc vào chính anh ta. Cũng giống như các anh chị ấy ạ. Các anh chị tin UST thì các anh chị làm việc hết mình, các anh chị khen ngợi, các anh chị đam mê, các anh chị đi đâu các anh chị khoe về nó. Nhưng các anh chị không thích thì các anh chị ôi dồi ôi, UST lâu lắm, mà ai có thấy tiền đâu, người đầu tư 80 năm người ta thấy cổ tức đâu, đúng không? Đúng thì thả nhiều tim cho em. Đó,
Cho nên là phụ thuộc vào chúng ta hết. Nhưng dù thế nào tôi vẫn tin vào, vẫn giữ niềm tin vào con người. Là một nhà phát minh luôn luôn thử nghiệm mọi phương án khả thi, tôi sẵn sàng trao cho bất kỳ ai cơ hội để thể hiện bản thân. Giống như khi em có một cái nhóm gọi là top leader, những người nào em tin tưởng khả năng có thể lên top, có thể dẫn dắt được người khác thì em cho vào nhóm đó, và em luôn luôn đưa những cái thông tin tích cực. Nếu như anh chị không tương tác thường xuyên thì em lại cho ra. Tại vì mình trao cho họ niềm tin, họ có làm đâu, đúng không ạ? Họ đâu có dám thể hiện bản thân. Khi người ấy có rõ ràng, khi người ấy có tầm nhìn, có mục tiêu rõ ràng và phương tiện thực hiện. Có nghĩa khi em bảo các anh chị là live stream đi, thì em tin các anh chị live stream được. Anh live stream có khách hàng đó, thì live stream đi, đúng không ạ? Em nghĩ là anh chị là một leader đấy, có thể làm được thì làm đi. Thế là em mình tin vào cái người đấy, mình nhìn cái người đó có khả năng thì mình giúp đỡ. Giống như có Lê Dung với Nhung với Tâm ấy, đi đâu cũng kéo đi là vì mong muốn họ trở thành những leader xuất sắc, cống hiến cho thị trường Việt Nam. Thế nhưng họ không làm, bắt buộc mình phải tìm người khác. Tại vì mình không có thời gian để chờ đợi, đúng không ạ? Chờ đợi đến bao giờ, đúng không ạ? Tôi luôn giúp đỡ bằng mọi thứ mình có. Tất nhiên, chỉ khi mục tiêu đã trùng với hướng đi của tôi, tức là giúp đỡ hết mình khi mà có cùng mục tiêu chung đấy. Chính những người này đã là những người chủ động hướng tới mục tiêu bấy giờ. Tôi đã gặp gỡ và trò chuyện với từng người. Giờ đây, doanh nghiệp của chúng ta có 1.000 kỹ sư. Việc làm việc trong đội ngũ thiết kế, tôi không thể làm việc này nữa. Có nghĩa là bây giờ ông chủ tịch không làm thiết kế nữa mà ông là chỉ đạo. Có lẽ đây là phần lý do khiến chủ nghĩa hình thức ngày càng gia tăng trong công việc. Có là mọi người làm việc theo cái hình thức đi cho nó có việc thôi. Bây giờ ông đang bận, ông quản lý ở bên Dubai kìa, đúng không ạ? Một số hiện tượng không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển công ty. Một lý do quan trọng khác là sự trì trệ của các thiết kế. Nên là tại sao ông phải đốc thúc, tại sao vợ phải ở Dubai, Belarus, chồng là phải UAE là như thế đấy. Thậm chí còn nhiều hơn những người bình thường. Những người bình thường thì có khi là họ còn chủ động làm công việc, nhưng khi những cái thiết kế còn ì ạch. Khi bắt đầu công việc ở Belarus, tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cầm tay chỉ việc, thậm chí với những chân lý hiển nhiên, tôi phải thành lập không chỉ các ban thiết kế, các đơn vị nghiên cứu khoa học và xây dựng dự án. Hiện có 50 đơn vị như vậy tại công ty Unity Ching Technology, là cái nơi mà em thời đã đến ấy ạ. Để giải quyết các nhiệm vụ tiêu chuẩn mà phải xây dựng cả những cái trường phái kỹ thuật riêng nhằm giải quyết các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ. Phần lớn các chuyên gia tới làm việc cho chúng tôi đều được học từ trường lớp chính quy, lại không áp dụng được vào hệ thống vận tải đường dây. Có là các anh chị cứ nghĩ là anh chị học đại học, nhưng mà ra trường, trường học với trường đời nó khác nhau hoàn toàn. Không phải là anh chị học một đường mà các anh chị ra là anh chị làm được ngay đâu, đúng không? Thì trong cái phần công nghệ này của chúng ta cũng thế. Vấn đề mà tôi phải giải quyết đó là sự hạn hẹp trong quan điểm của các kỹ sư chế tạo máy, các kỹ sư xây dựng, các chuyên ngành, các chuyên gia chuyên ngành. Thực tế không một kỹ sư thiết kế nào sẵn sàng bắt tay vào việc xây dựng các tổ hợp bao gồm hệ thống đổi mới sáng tạo, thành phần di chuyển xe điện chạy bằng bánh xe thép, cầu vượt vận tải, công trình dự ứng lực liên tục và tĩnh vô điện, hạ tầng cấp 2, ga hành khách, các cổng bốc dỡ hàng hóa, các ghi chuyển ga depo, hệ thống điều khiển thông minh cũng như các hệ thống đảm bảo năng lượng và liên và các thông tin liên lạc. Có nghĩa là mỗi trong các cái phòng ban của chúng ta, 50 phòng ban là mỗi người ở mỗi phòng ban khác nhau, làm việc khác nhau. Đấy. Thành những con người dập khuôn y hệt nhau, do đó các thành phần làm việc lớn với tôi phải đóng góp một vai trò giám sát chỉ đạo trực tiếp. Cũng là ông vẫn chỉ đạo trực tiếp các ban ngành lãnh đạo của công ty chúng ta. Nói chung là ông chủ tịch của chúng ta, anh chị thấy không ạ? Rất chỉ là giỏi, vừa phải nghiên cứu, vừa phải xây dựng, vừa phải giám sát công trình. Đúng không ạ? Mà 75 tuổi rồi. Các anh chị phải biết rằng nếu như mà ông ấy nói rằng là ngày mùng 1 tháng 9 năm 2015 thì bắt đầu là công ty của chúng ta thành lập văn phòng mới với hơn 100 kỹ sư để thiết kế các cái nêu chính đấy,
thiết kế cái đường dây ấy. Nhưng mà các anh chị biết không, lúc đấy còn chút tiền, còn phải giật áo gá vá vai, xây cho nọ, làm cho kia. Đến đội công viên Kim Cương bán, mua cho vợ cái xe tặng mùng 8 tháng 3 cũng ba cũng bán mất để trả tiền cho nhân viên. Thế là ông ấy nói là rất là vất vả, có những lúc mà vỡ kế hoạch còn không có tiền xây dựng, phải ngừng lại để xây dựng cơ. Đúng không ạ? Nên là các anh chị ơi, khi mà công ty của chúng ta họ đang đưa ra các chương trình khuyến mãi, có nghĩa là họ đang rất là cần tiền, họ muốn kích cầu để họ có tiền để họ xây dựng. Anh chị phải thông cảm và hiểu cho công ty. Hy vọng là vẫn ở đây vẫn còn 59 anh chị thì chúng ta cố gắng giúp đỡ cho công ty chúng ta phát triển. Tại vì khi chúng ta cùng nhau hiệp lực, khi chúng ta cùng nhau ủng hộ công ty thì chính chúng ta là người được hưởng quyền lợi tối đa. Đầu tư đầu tiên ít nhất là cho mình trước, đúng không anh chị? Em Thơ có bao nhiêu tài sản là đầu hầu như là đầu tư hết cho công ty. Đến bây giờ cũng nói thật là chả còn cái gì trong tay nữa rồi. Đúng không ạ? Đầu tư hầu như là hết cho công ty. Có những lúc công ty của chúng ta làm thất thoát tận 20.000 euro, hoặc có những kỹ sư làm đường cái đường dây ấy, cái cột trụ đường dây, có những lúc lỗ tới gì mất tới thiệt hại tới 1 triệu đô. Và khi họ làm việc với chúng ta như thế, thì khi mà họ làm việc mà không tốt như thế thì ông chủ tịch ông đã sa thải, họ còn kiện công ty chúng ta. Và trong những năm qua ông chủ tịch của chúng ta đã rất vất vả. Các anh chị nhìn thấy như ông như thế thôi, đúng không ạ? Nhưng mà 2016 vẫn còn bị kiện. Bắt đầu ổn định là từ khi mà làm việc với UAE, thiếu tiền là UAE nó hỗ trợ. Và nếu như ông ấy cấp, nếu như UAE cấp đất cho chúng ta tại UAE mà chúng ta làm việc không đến nơi đến chốn, chúng ta còn khổ nữa, chúng ta là người mất tiền, đúng không ạ? Và những cái em mà nó đang ghét chúng ta, nó sẽ cười chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta không giúp đỡ công ty của chúng ta để chúng ta cùng tiến, để chúng ta cùng trở nên giàu có, mà giàu nhiều đời chứ không phải một mình chúng ta nữa, đúng không ạ? Anh chị hãy cố gắng thông cảm và hiểu cho ông chủ tịch nhé. Năm 2016 khi mà chúng ta xây dựng cái đường dây này, các anh chị, tốc độ chạy chỉ có 20 km/h, mà nó còn không ổn định cơ, nó còn có những cái tiếng kêu răng rắc cơ. Có nghĩa là khi mà chúng ta trộn những cái cát, cái cắt ở bên trong, cái lõi thép kéo bên trong ấy, nó không kết với nhau ấy, nó còn kéo răng rắc, nó còn gãy đường dây và thất thoát tiền đó. Vất vả lắm anh chị ạ. Ông chủ tịch ông nói rằng là có những cái hãng máy bay ấy, những chuyến bay đầu tiên họ còn bị tai nạn, họ còn tất cả còn chết người, và họ phải làm đi làm lại chứ không phải là thiết kế một cái là nó hoàn thiện ngay. Nên công nghệ của chúng ta cũng thế, công trình của chúng ta như thế. Nhưng đến bây giờ chúng ta đã được chứng nhận rồi, đúng không ạ? Chứng nhận chúng ta đã kinh doanh rồi. Hiện tại chúng ta kinh doanh động cơ này, bồn sinh học này, máy bay không người lái này, kính chân không này, điện năng lượng tái tạo này, cầu siêu nhẹ này. Và chuẩn bị để chúng ta cho token này. Token thì đã bán được 1 năm nay rồi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta đang tập trung nhất là cho công nghệ trước, sau đó thì các cái lĩnh vực khác. Thì ví dụ như em Thơ là top thì em Thơ được họp với công ty và quỹ đã họp với em Thơ là ví dụ như bây giờ chúng tôi muốn kết thúc 15 giai đoạn và chúng tôi huy động vốn cho token thì các anh chị nghĩ như thế nào? Thì bên đội Việt Nam thì vẫn mong muốn là bán cổ phần để cho giúp cho các nhà đầu tư ở thị trường Việt Nam nắm giữ được cổ phần nhiều hơn. Còn nếu như nói thật các top như bọn em mà ok là chấm dứt giai đoạn 14.3 để giai đoạn 15 là kêu gọi token, thì em nói thật với anh chị, những người vào sau không có tiền mua cổ phần. Tại vì mua token là mua của dự án. Các anh chị biết rằng là cứ có dự án xuất hiện là token phải phát hành. Vậy thì nếu như bây giờ ở Dubai người ta ký cái hợp đồng với chúng ta mà họ không phát hành token thì lấy tiền đâu để thanh toán? Tại vì sau này tất cả chúng ta đều sử dụng đồng tiền token của chúng ta, thanh toán, đầu tư, nhận cổ tức đều là từ tiền token hết, để nó giảm cái chi phí thuế cho các anh chị, chi phí gọi là chi phí giao dịch cho các anh chị. Nên là khi mà bọn em đang cố gắng giúp cho các anh chị thì các anh chị hãy trân trọng nó, ủng hộ nó và đồng hành cùng với chúng em. Chứ còn nếu không ấy, bọn em chỉ cần ok một cái là các anh chị không còn mua cổ phần được đâu. Tại sao mà em cứ mua liên tục, mua liên tục? Tại vì khi em mua liên tục là em tiếp năng lượng cho các anh chị. Một người nhiều cổ phần như em rồi mà vẫn còn cố gắng đầu tư thêm là em đang truyền cảm hứng cho các anh chị. Còn nếu như chúng em chỉ cần báo với công ty rằng là thôi tôi không muốn kêu gọi vốn nữa,
tôi muốn sang dự án thì tôi ủng hộ được bao nhiêu thì ủng hộ. Thì anh chị nghĩ xem các anh chị sẽ như thế nào? Những người mà mới được vài chục nghìn cổ phần sẽ làm như thế nào? Tại sao mà em livestream liên tục khi mà người ta nghỉ lễ? Nghỉ lễ là cơ hội để chúng ta có thời gian tìm hiểu về công nghệ, tìm hiểu về cơ hội. Đó là lý do tại sao mà em livestream liên tục, đau họng lắm các anh chị ạ. Nói xa xã ra xã, nói không năng lượng, các anh chị có ngồi lại để nghe không? Đúng không? Đấy nên em thơ rất chỉ là mong muốn với các anh chị là ông chủ tịch nói rằng chúng tôi thiết kế đường ray không phải là một năm, năm năm mà hàng trăm năm. Các anh chị đầu tư, nếu như các anh chị không bán đi, các anh chị cũng cứ sở hữu cổ phần cho đến khi nào mà gì ạ? Dự án của chúng ta không có ai sử dụng nữa. Các anh chị thử nghĩ xem, một thế kỷ là 100 năm. Vậy những cái đường tàu, đường ray của chúng ta từ cái thời thực dân Pháp, từ năm 197 mấy đến bây giờ, tại sao nó vẫn tồn tại? Và những người nào có con cháu sở hữu cổ phần của đường sắt, họ vẫn có cổ tức bình thường. Không không chở người thì nó chở hàng. Đúng không anh chị? Vậy tại sao chúng ta không đặt địa vị vào? Chúng ta không tìm hiểu để chúng ta có cơ hội sở hữu nhiều cổ phần hơn? Đúng không? Đó. Nói chung là sẽ có rất nhiều khó khăn, ai rồi cũng sẽ có khó khăn. Cuộc sống của chúng ta cũng sẽ có khó khăn, mà chủ tịch cũng sẽ có khó khăn. Vấn đề là chúng ta thì khó khăn về tài chính, ông chủ tịch thì cũng khó khăn về tài chính. Nhưng mà chúng ta còn có thể sang hàng xóm mượn gạo để ăn, chứ ông chủ tịch mượn tiền ai được, đúng không ạ? Bây giờ thì em, bây giờ là 10 giờ rồi, em thơ nói từ 8 rưỡi đến 10 giờ là 1 tiếng rưỡi rồi. Em thơ nói nữa là nó sẽ bị viêm họng. Đấy, viêm amidan nên em thơ sẽ không, xin phép là không nói nữa. Hôm nay thì em thơ cũng không có câu đối nữa. Đấy, lúc nãy có một bạn nói rằng là chị ơi tặng sách đi, nhưng mà phải có câu đố, phải làm được gì mới tặng chứ. Em nghĩ là bình thường em có dám bỏ ra 200 nghìn cho chị không? Đúng không? Đấy là tùy từng lúc, đúng không ạ? Bây giờ thì em thơ xin được kết thúc livestream, và em thơ hy vọng là các anh chị hãy đọc rất nhiều thông tin về chủ tịch. Chúng ta hãy vào trong cái trang web của công ty của chúng ta để chúng ta đọc những cái thông tin để chúng ta hiểu hơn về doanh nghiệp của mình. Khi chúng ta hiểu thì chúng ta mới tin, khi chúng ta tin thì chúng ta mới đam mê, khi chúng ta đam mê thì chúng ta mới có năng lượng, chúng ta mới làm việc hiệu quả. Và khi chúng ta có năng lượng thì chúng ta sẽ có ngân lượng. Và thơ chúc cho các anh chị có nhiều thông tin, có nhiều kiến thức. Và người ta nói rồi, tỷ phú Lý Gia Thành nói rồi, tầm người tầm tiền. Kiến thức đến đâu thì tiền đến đó, đúng không anh chị? Và năng lượng đến đâu thì tiền đến đó. Năng lượng bằng ngân lượng, năng lượng bằng doanh số, năng lượng bằng đội nhóm, năng lượng bằng giá trị, các anh chị ạ. Và khi các anh chị có giá trị rồi thì các anh chị có năng lượng, mà khi các anh chị có năng lượng thì các anh chị lại có ngân lượng, đúng không ạ? Thu nhập đến từ gì ạ? Đến từ đội nhóm, thu nhập đến từ doanh số, thu nhập đến từ cống hiến, đúng không? Thơ chúc cho tất cả các anh chị đang xem livestream này nhận thật nhiều giá trị. Và cũng cảm ơn các anh chị đã lắng nghe em. Chị Phan Thị nói rằng là biết ơn em luôn chia sẻ và chia sẻ và cống hiến cho cộng đồng. Cảm ơn tất cả các anh chị. Bằng mà lại để dành cho em một quyển sách. Ok. Tại vì em thơ phải giữ gìn họng ấy. Để thứ năm hàng tuần em thơ còn làm Zoom, đúng không ạ? Nên là các anh chị thông cảm cho em thơ nhé. Chúc các anh chị ngủ ngon. Và gì ạ? Xem thằng nào nó không đầu tư, mượn tiền nó đầu tư. Nó không biết sử dụng vốn hiệu quả thì chúng ta mượn về chúng ta đầu tư. Thay vì chúng ta đi mượn hàng ngân hàng thì chúng ta mượn những cái ông không chịu đầu tư, rồi chúng ta làm việc, chúng ta có tiền thì chúng ta lại trả lại cho nó, đúng không ạ? Thế giới này chúng ta đều giống nhau, cơ hội biết như nhau, miếng bánh giống nhau. Thế bây giờ ông chủ tịch là ông ấy dọn sẵn cỗ lên rồi, việc chế việc là mặc quần áo đẹp đến để đi ăn cỗ thôi, mà không dám nữa thì thôi, đúng không ạ? Tôi xây một cái căn biệt thự, tôi có bể bơi ở trong đấy, tôi có nhà hàng khách sạn ở trong đấy. Bây giờ tôi mời các anh chị đến. Đấy, mời các anh chị đến là để ăn. Là hôm nay mặc quần áo đẹp nhé, đến nha, đến là ăn. Nhưng mà sợ là úi giời ơi, đến ăn chả lẽ đi không, ngại quá không dám đến ăn. Nhưng mà không ngờ đấy người ta tổ chức tiệc miễn phí linh đình, không dám ăn thì thiệt, đúng không? Em mượn rồi, hôm họ em mượn rồi họ né em luôn à? À kệ. Đôi khi phải thử chứ. Chị
địa chỉ email chị gửi em lọ gửi cho chị địa chỉ email, chị gửi cho em lọ ngậm họng hiệu quả. Em thực ra em mua nhiều lắm mà em lười dùng ấy chị ạ. Em là bị cắt tuyến giáp á, thế là em mà nói to nói lâu á là nó đau, gân cổ lên cãi. Cảm ơn chị nhé. Bây giờ thì tạm biệt các anh chị nha. Chúc anh chị ngon và luôn luôn giữ năng lượng, tràn đầy nhiệt huyết để cống hiến cho xã hội chúng ta. Đừng hỏi đất nước đã làm gì cho ta, hãy hỏi ta đã làm gì cho đất nước. Đúng không ạ? Khi chúng ta có tiền chúng ta sẽ giúp được đất nước. Khi chúng ta có tiền chúng ta sẽ giúp được những người đồng bào miền núi. Đúng không ạ? Cho họ tiền thì họ có thể ăn hết. Nhưng mà xây dựng trường học, xây dựng đường trường trạm cho họ thì họ sẽ hiện đại hơn rất là nhiều. Đúng không anh chị? Rồi tạm biệt tất cả anh chị nha. Tạm biệt lần cuối cùng thật này. Tạm biệt thật này. Bye bye. Chúc cả nhà ngủ ngon. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.